Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 25. Lâm Nguyệt Giao nghĩ một lúc rồi mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như là lúc trước, có lẽ cô ấy sẽ không tin Tần Lâm, nhưng đại hội đồng y lần trước cũng là Tần Lâm lấy vé cho cô. Vậy nên cho dù Tần Lâm không có y thuật quá cao siêu, thì anh vẫn có cửa và quan hệ, Lâm Nguyệt Giao khá tin tưởng anh trên phương diện này. Được, bọn em có tổng cộng 1, 2, 3, 18 người, anh họ, anh có lấy được không? Liên minh thần y này khống chế khá chặt chẽ về số lượng, mỗi bệnh viện, mỗi khoa chỉ có một người được tham gia, 18 người bọn họ là 18 tấm vé, chuyện này thực sự khó. Tần Lâm nói, yên tâm đi, anh gửi tin nhắn là được. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Cách. Chu Cách là một trong số những người sáng lập ra Liên minh thần y, đương nhiên cho mấy người vé vào cửa cũng chẳng phải vấn đề lớn gì. Nếu đã là bạn của Tần Đại Sư thì tôi sẽ đưa cậu 18 tấm vé vào bên trong, tôi sẽ lập tức đưa đến ngay cho cậu. Đọc được tin nhắn, Tần Lâm nói với Lâm Nguyệt Giao. Được rồi, 18 tấm vé tí nữa sẽ được đưa đến. Đám bạn học vui mừng hò reo, ai ai cũng lộ vẻ vui mừng. Không ngờ anh họ của Nguyệt Giao lại giỏi đến thế, có thế lực thật. Đúng vậy, ai bảo thầy lang giang hồ không ổn chứ, ai có bí quyết của người đấy mà. Không sai, ngành y cũng không xuất thân từ trường lớp, có rất nhiều cao nhân ẩn sĩ vẫn truyền thụ kiến thức cho đồ đệ mà. Mọi người thay đổi chủ đề câu chuyện, bắt đầu khen ngợi Tần Lâm. Dù sao Tần Lâm cũng lấy vé vào cổng cho bọn họ, thế nên bọn họ nhất định phải nói mấy câu dễ nghe. Tô Đình Đình cười khẩy, anh chém gió hay ghê. 18 tấm vé, anh nghĩ anh là ai? Ban tổ chức à? Cũng không trách Tô Đình Đình hoài nghi được. Nếu là người khác thì rất khó lấy được 18 tấm vé, cho dù là viện trưởng của bọn họ cũng phải đi cửa sau mới lấy được một tấm vé vào cổng. Tấm vé vào cổng của Tô Đình Đình là phải dùng biết bao nhiêu quan hệ mới mua được từ chỗ viện trưởng, Tần Lâm gửi một tin nhắn mà có thể lấy được 18 tấm vé. Chém gió quá đà rồi đây. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hừ một tiếng, sao vậy? Cậu lấy được vé nên người khác không lấy được à? Lâm Nguyệt Giao khinh thường điệu bộ của Tô Đình Đình. Được đối đãi đặc biệt có xíu mà cũng dương dương tự đắc, huênh hoang vẻ ưu việt của mình trước mặt người khác. Tô Đình Đình hừ một tiếng, chủ yếu là vì anh ta diễn kịch giả quá thôi, mấy người có 18 người, anh ta không tính vào chỗ đó hả? Chẳng nhẽ không lấy một tấm cho mình, chẳng nhẽ anh không đi à? Tần Lâm sững sờ nói, đương nhiên tôi cũng đi. Vậy anh có vé chưa? Chính chủ, dù bạn đọc chung TRUMTRUIEN, Việt Nam. Tần Lâm nói, tôi đi không cần vé. Tô Đình Đình sững sờ, sau đó lập tức cười lớn. Không cần vé, ha ha ha, anh nghĩ mình là ai, Tần Đại Sư à? Hay ban tổ chức? Tô Đình Đình như bị Tần Lâm chọc đúng chỗ buồn, cười đến ngả nghiêng. Nguyệt Giao à, anh họ cậu thú vị quá, lấy vé cho bọn cậu, bản thân thì không cần vé đi vào. Tô Đình Đình vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đường Mẫn đi ra mở cửa. Có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng ở cổng, cung kính đưa một phong thư rồi nói. Xin chào, tôi muốn đưa vé vào cổng cho anh Tần. Đưa tôi là được. Đường Mẫn nhận lấy xong, lấy ra được một tập vé vào cổng màu đỏ từ phong thư, đưa cho Tần Lâm. Tiểu Lâm, cái này của cháu phải không? Tần Lâm gật đầu, cầm lấy tập vé xem qua, sau đó đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Tô Đình Đình nhíu mày, lập tức thò đầu ra liếc rồi cười khẩy. Chỗ vé này của anh là giả rồi. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, nhìn vé vào cổng trên tay, bên trên chỉ có 4 chữ Liên minh thần y, chứ cũng không có vị trí cụ thể hay thông tin khác. Tô Đình Đình cười khẩy, là giả đó, hơn nữa còn là loại vé giả chất lượng kém, khác hoàn toàn với của tôi, mấy người xem. Tô Đình Đình cầm tấm vé màu trắng của mình ra so sánh với vé trong tay Lâm Nguyệt Giao. Vé của Đình Đình màu trắng, bên trên viết vé vào cổng của chương trình Liên minh thần y. Nhà tài trợ, số điện thoại liên hệ, đằng sau còn viết thời gian vào cổng, địa chỉ vào cổng, và quy tắc vào cổng, còn viết số ghế cố định. Nhìn thế nào cũng thấy vé của Tô Đình Đình chuyên nghiệp hơn, giống vé vào cổng của mấy buổi hòa nhạc. Còn vé mà Tần Lâm đưa, ngoài 4 chữ Liên minh thần y ra, chẳng có cái gì cả, ngay cả mã vạch cũng không có. Mọi người đều nhíu mày, hoài nghi vé này là thật hay giả. Thường thì khi vào cổng sẽ phải quét mã vé vào cổng. Vé này không có mã vạch, quét thế nào đây? Đây chắc là giả nhỉ?
Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, vẫn tin tưởng Tần Lâm, giữ lại cho bản thân một tấm, còn lại đưa cho một bạn học. Ngày mai đi là sẽ biết. Tô Đình Đình nở nụ cười khinh khỉnh nói, đúng vậy, ngày mai đi là sẽ biết thôi, tớ muốn xem mấy người bị đuổi ra ngoài thế nào. Nói xong, Tô Đình Đình nghênh ngang rời đi. Những bạn học khác trố mắt nhìn nhau, có hơi sững sờ, rốt cuộc vé này là thật hay giả. Nguyệt Giao à, anh họ của cậu đáng tin không? Bọn tớ có thể dùng vé này để vào cổng không vậy? Lâm Nguyệt Giao thầy phiền, không thích thì mấy cậu đừng đi, nhưng tớ sẽ đi. Mấy bạn học khác thấy vậy đều bĩu môi, Nguyệt Giao đã nói vậy rồi, bọn họ còn nói được gì nữa đây? Dù sao chúng ta cũng không có vé, cứ đi thử xem sao, coi như là giết thời gian vậy. Được rồi, chào Nguyệt Giao và anh họ Nguyệt Giao nhé, hẹn mai gặp. Đám bạn học đều ôm hy vọng mà rời đi, đợi ngày mai đi đến thử xem sao. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm hỏi. Anh họ, vé này có đáng tin không? Lúc không có ai, cô ấy mới dám hỏi. Dù sao trên chiếc vé này chẳng viết gì cả, dù sao cũng giống vé giả. Tần Lâm cười nhạt, em yên tâm đi. Đây là vé của Chu Cách, người tổ chức liên minh thần y, nếu đây là vé giả thì chắc trên thế giới này không có vé thật. Tần Lâm ngủ lại nhà dì Hai một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đưa Lâm Nguyệt Giao đến nơi tổ chức. Lần này liên minh thần y được tổ chức ở tỉnh Lỵ, sáng sớm hai người đã phải lái xe 3 tiếng đồng hồ đến tỉnh Lỵ, đến trung tâm hội nghị tỉnh Hán Đông, đây là trung tâm hội nghị to nhất toàn tỉnh, lúc nào cũng được canh phòng cẩn thận, quân đội vũ trang canh giữ bên ngoài. Cứ 5 bước lại có một đồn gác, 10 bước một trạm gác, có thể thấy lần này tỉnh rất quan tâm đến hoạt động này. Tần Lâm nói với Lâm Nguyệt Giao, anh vào từ hậu trường, tí nữa em đi từ trước vào. Ok. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết Tần Lâm dùng cách nào, dù sao về khía cạnh này, anh họ cũng có nhiều quan hệ, hai người tách nhau ra từ đây. Khi sắp đến cổng sau, Tần Lâm nhìn thấy Khổng Phàm Lâm và Diệp Vãn Nhi. Anh Tiểu Lâm, bọn em đợi anh lâu lắm rồi. Tần Lâm gật đầu, nói với Khổng Phàm Lâm. Lão Khổng, hôm nay tôi diễn thuyết một nửa. Ông diễn thuyết một nửa. Khổng Phàm Lâm sững sờ, mặt lộ vẻ lo lắng, Tần Đại Sư, tôi có thể làm được không? Tần Lâm mỉm cười, vỗ vai Khổng Phàm Lâm, an ủi ông ta. Ông đương nhiên có thể, ông là bậc thầy đông y trẻ nhất mà, bây giờ trình độ của ông không thua kém gì ai cả. Khổng Phàm Lâm vốn là bậc thầy đông y trẻ tuổi nhất, trình độ cũng đã được quốc gia thẩm định. Nửa năm nay lại học được nhiều điều từ Tần Lâm. Người như Khổng Phàm Lâm đã có đủ khả năng tự mình học tập, trừ khi trình độ y thuật quá cao, gặp phải vấn đề cần nghiên cứu thì phải mất một năm rưỡi mới tìm ra cách giải quyết, vậy nên tiến bộ có hơi chậm chạp. Nhưng có Tần Lâm ở bên, Khổng Phàm Lâm chưa từng gặp phải tình huống như thế, cơ bản vấn đề nào cũng có thể giải quyết được. Không ngờ lần này Tần Lâm lại cho ông ta cơ hội lớn như vậy, diễn thuyết trước toàn bộ chuyên gia toàn tỉnh là một điều vô cùng vinh dự. Đám Tần Lâm vào sau hậu trường bắt đầu chuẩn bị. Còn ở đằng trước, Lâm Nguyệt Giao cầm vé vào cổng, nơm nớp lo sợ đứng ở cổng soát vé. Cùng lúc đó, mấy chiếc taxi đi đến, Tô Đình Đình và đám bạn học xuống xe. Tô Đình Đình vừa xuống xe liền nói, hôm nay mấy người mất công đến rồi, vé của Lâm Nguyệt Giao cho nhất định là giả, chẳng cần suy nghĩ cũng biết, thế mà mấy người lại tin. Mấy bạn học cũng tỏ ra ngượng ngùng, thôi mà, giả thì giả thôi. Nếu như là giả thì coi như chúng tớ đi chơi một chuyến. Tô Đình Đình bĩu môi, cũng không nói gì nữa. Bọn họ đi về trước xếp hàng, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, Tô Đình Đình vội chặn đám bạn học lại. Đợi đã, nhìn thấy chưa, Lâm Nguyệt Giao đang ở phía trước đó, cứ để cô ta vào trước, chúng ta đợi đây xem. Bọn họ cũng lo bị mất mặt, nếu như Lâm Nguyệt Giao đã đứng ở trước, thì cứ để cô ấy vào trước xem thế nào. Mọi người ở đằng sau quan sát Lâm Nguyệt Giao, tất cả những người xếp hàng đều cầm vé trắng, chỉ có Lâm Nguyệt Giao cầm vé màu đỏ, trông vô cùng nổi bật. Lâm Nguyệt Giao nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra vé của mình không giống vé mọi người, nên cẩn thận cho vé vào trong tay áo, đứng trong đám người, thấy hơi bất an. Cuối cùng cũng đến Lâm Nguyệt Giao. Thưa cô, mời cô xuất trình vé. Lâm Nguyệt Giao nghiến răng, nhắm mắt lấy tấm vé màu đỏ đưa cho nhân viên. Nhân viên soát vé sững sờ, nói một câu bảo đợt chút, sau đó cầm bộ đàm lên, nói với người ở đầu dây bên kia. Còn cụ thể nói gì thì cô ấy không nghe rõ, nói xong,
nhân viên soát vé cầm lấy vé của Lâm Nguyệt Giao, quét qua máy quét, tít một tiếng, vang lên âm thanh thông báo. Tấm vé này mặc dù không có mã vạch nhưng bên trong có giải từ, có thể thấy tấm vé này cao cấp hơn hẳn. Lâm Nguyệt Giao lập tức tự tin hẳn, không ngờ anh họ lại lấy được vé thật. Nhân viên soát vé nói, thưa cô, đây là vé ghế VIP có thể vào khu vực bên trong, bên chúng tôi sẽ có người đến đón và đưa cô đi, mời cô chờ một chút. Nhân viên soát vé dùng bộ đàm gọi cảnh sát vũ trang đến. Lúc này đám Tô Đình Đình đứng sau bắt đầu lẩm bẩm. Thấy chưa, xong rồi, Lâm Nguyệt Giao bị phát hiện rồi. Á, thật à, tớ không nhìn thấy. Còn không nhìn thấy à, tớ thấy khi người khác soát vé, chẳng mấy chốc đã được qua cửa, đến Lâm Nguyệt Giao thì lại tốn nhiều thời gian đến vậy, nhất định là vì phát hiện ra vé của cô ta có vấn đề. Khi mọi người đang thảo luận, hai cảnh sát vũ trang đi đến, mỗi người một bên, dẫn Lâm Nguyệt Giao đến lối đi khác. Tô Đình Đình vỗ đùi, xong rồi, bị cảnh sát vũ trang bắt đi rồi, thấy chưa, vé của cô ta là giả. Hai cảnh sát vũ trang lúc nãy đưa Lâm Nguyệt Giao vào khu VIP, chỉ có người được ngồi ghế VIP mới có đãi ngộ như vậy. Nhưng đám Tô Đình Đình lại cho rằng, Lâm Nguyệt Giao bị bắt đi, bị bắt do dùng vé giả cũng là chuyện rất bình thường. Mấy bạn học há hốc mồm, cầm tập vé lên, không biết làm thế nào. Tô Đình Đình cạn lời, tiến lên cầm lấy 17 tấm vé, sau đó xé làm đôi rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Những bạn học khác mặc dù thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là vé giả, cũng không thể dùng vé giả để vào cổng được, song thể nào cũng có kết cục như Lâm Nguyệt Giao, bị cảnh sát vũ trang bắt đi, thế thì mất mặt lắm. Đình Đình, làm thế nào bây giờ, chúng tớ không vào được. Tô Đình Đình cân nhắc một chút, thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào tớ đúng không? Mấy cậu đi theo tớ, tớ có thể đưa mấy cậu vào trong. Mọi người sững sờ, Đình Đình, thật không vậy? Cậu có thể đưa bọn tớ vào trong. Tô Đình Đình nói, tớ là ai chứ? Chắc chắn đáng tin hơn Lâm Nguyệt Giao, mấy cậu cứ đi theo tớ. Nói xong, Tô Đình Đình đưa mấy bạn học đi vào cổng sau, đến cổng, có mấy nhân viên công tác chặn bọn họ lại. Thưa cô, cổng soát vé ở bên kia. Tô Đình Đình giả bộ lấy vé ra rồi nói. Tôi là con gái của viện trưởng lý của Bệnh viện Trung ương, bố tôi bảo tôi đưa mấy bạn học vào làm tình nguyện viên. Bọn họ phải vào để làm việc. Hai nhân viên bảo vệ sững sờ, con gái của viện trưởng lý. Vậy mời vào. Thực ra bọn họ nên xác minh thân phận nhưng Tô Đình Đình lại nói mình là con gái của viện trưởng lý, cũng không có cách nào để xác minh, chẳng nhẽ gọi điện cho viện trưởng lý để hỏi. Như thế thì bất lịch sự quá, hơn nữa tình nguyện viên cũng vào để làm việc, hậu trường không thông với khu vực trước sân khấu, bọn họ đi vào từ hậu trường thì cũng không thấy được sân khấu như thế nào. Chắc không có ai dùng cách này để lẻn vào đâu. Đám Tô Đình Đình sau khi vào trong hậu trường bắt đầu nhìn ngang liếc dọc, hậu trường có một tấm biển quảng cáo siêu to chắn ở trước, chỉ có thể nhìn qua khe hở giữa biển quảng cáo để xem tình hình bên trong, có thể thấy hội trường rất lớn, chỗ ngồi rất nhiều, hàng ghế sau đều có người ngồi rồi, chỉ còn sót lại hàng ghế trước vẫn còn trống. Đình Đình, chúng ta đi vào bằng đường nào? Tô Đình Đình nhíu mày, tớ cũng chưa từng đến đây, tìm thử xem. Nhất định có cửa đi ra sân khấu. Tô Đình Đình cũng chưa từng vào hậu trường, nhưng hậu trường nhất định thông với sân khấu, tìm được cửa là có thể đi ra. Nhưng Tô Đình Đình không thể nào ngờ được, Liên minh Thần Y lần này bởi vì có quá nhiều người quan trọng tham dự, ngoài các ngôi sao lớn ra, còn có viện trưởng của các bệnh viện lớn và lãnh đạo của tỉnh. Có thể vào trong hội trường thì nhất định phải có thư mời, nhưng người đi vào được hậu trường thì có nhân viên công tác và tình nguyện viên. Có thể nói chỗ này khá hỗn tạp, loại người nào cũng có. Có cả khối người muốn lẻn vào trong như Tô Đình Đình. Vậy nên con đường từ hậu trường đi ra phía ngoài sân khấu bị đóng lại, có cảnh sát vũ trang đứng canh, người bình thường không tìm được, mà có tìm được thì cũng không vào được, dù cho có vé thì cảnh sát vũ trang cũng không cho vào trong. Đám Tô Đình Đình tìm mãi ở hậu trường mà không tìm thấy cửa ra, ai cũng vội đến toát đầy mồ hôi, bên ngoài có không ít nhất viên công tác đang nhìn bọn họ. Ai cũng chăm chỉ làm việc, có mình bọn họ là không, đúng là kỳ quái. Đám bạn học cũng không có cách nào, chỉ có thể giả bộ bắt đầu sắp xếp đống dụng cụ ở hậu trường, vừa làm vừa nói nhỏ. Đình Đình, làm thế nào bây giờ? Tô Đình Đình cũng không có cách nào hết, khi đang chuẩn bị từ bỏ thì thấy cửa mở ra, cánh cửa này lúc trước luôn bị khóa, bây giờ lại được mở, một nhân viên công tác vào hội trường, sau đó lại đóng lại.
Tô Đình Đình vội vàng xông lên trước, gõ cửa. Cốc cốc cốc. Gõ mãi cuối cùng cũng có người mở, một cảnh sát vũ trang mặt lạnh như tiền nhìn cô ta. Thưa cô, không thể đi vào bằng lối này được. Tô Đình Đình vội vàng lấy vé ra, chỉ vào mã vạch ở bên trên. Thưa đồng chí, tôi có vé. Cảnh sát vũ trang nói, có vé có thể đi cổng chính. Tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, cảnh sát vũ trang liền đóng cửa lại. Trong giây phút đóng cửa, Tô Đình Đình đột nhiên nhìn thấy Tần Lâm. Tần Lâm đang vừa đi từ hội trường vào đây, Tô Đình Đình lập tức hét lên. Tôi muốn tố cáo, tôi muốn tố cáo có người lẻn vào trong. Vừa nghe thấy câu này, hai cảnh sát vũ trang mở cửa, nhíu mày nói. Ai lẻn vào trong? Tô Đình Đình chỉ Tần Lâm rồi nói. Chính là anh ta là người lẻn vào trong. Tần Lâm nghe thấy câu này, liền nhìn sang bên ấy, không ngờ lại có thể nhìn thấy đám Tô Đình Đình ở hậu trường. Sao mấy người lại ở đây, chẳng phải tôi đưa mấy người vé vào cổng rồi sao? Tô Đình Đình vốn có vé, Tần Lâm lại cho bọn họ nhiều vé như vậy, sao lại chen chúc ở phía sau hậu trường? Tô Đình Đình lạnh lùng hừ một tiếng, anh đừng giả vờ nữa, đều là do anh hại bọn tôi, đưa bọn tôi vé giả, tôi vứt đi rồi. Tần Lâm nhíu mày, cái gì mà vé giả, cô đùa à? Vé mà anh đưa là vé hàng đầu có thể vào bên trong, phải đi lối vào đặc biệt dành cho khách VIP, Tô Đình Đình này lại vứt đi, đúng là ngu chết người. Cảnh sát vũ trang nhìn Tần Lâm rồi hỏi. Anh là ai, xin mời xuất trình vé mời. Có người tố cáo, nhất định phải kiểm tra, Tô Đình Đình đã tố cáo Tần Lâm không có tư cách vào trong, nên bọn họ vẫn cần phải kiểm tra. Tần Lâm nói, tôi không có vé. Cảnh sát vũ trang sững sờ, sao anh không có vé mà có thể vào được đây? Tần Lâm nói, tôi là diễn giả chính, là Tần Đại Sư. Cảnh sát vũ trang sững sờ, Tần Đại Sư. Bọn họ đương nhiên biết diễn giả chính của hôm nay là Tần Đại Sư, chỉ có điều bọn họ không quen anh mà thôi. Xin anh đợi chút. Cảnh sát vũ trang cầm bộ đàm lên bắt đầu liên lạc, hỏi mấy câu đơn giản về đặc điểm tướng mạo của Tần Đại Sư. Sau một hồi thảo luận, đã xác định được thân phận của Tần Lâm. Xin lỗi Tần Đại Sư, mời anh đi. Nói xong, Tần Lâm nhìn bọn Tô Đình Đình, lắc đầu, sau đó rời đi. Tô Đình Đình trợn mắt nhìn anh. Ê, sao anh ta lại đi rồi? Sao mấy người lại để anh ta đi? Mau bắt anh ta lại chứ? Mấy người làm gì vậy? Cảnh sát vũ trang nhíu mày, cô không nghe thấy à? Anh ta là Tần Đại Sư, là diễn giả chính, bắt anh ta làm gì? Tô Đình Đình cạn lời, anh ta nói anh ta là Tần Đại Sư mà mấy người cũng tin được à? Tôi quen anh ta không phải Tần Đại Sư, anh ta giả mạo làm nhân viên công tác để lẻn vào đây, thế mà mấy người cũng tin, đồ não tàn. Lời Tô Đình Đình khiến cảnh sát vũ trang tức giận, hai người liền chói tay Tô Đình Đình lại sau lưng rồi ấn cô ta xuống đất. Ở đây có người làm loạn, chúng ta cứ bắt cô ta giam lại đã. Tô Đình Đình liều mạng giãy giụa, mấy người làm gì vậy? Mấy người thả tôi ra, tôi có vé, tôi là khách quý của mấy người. Mấy người kia không nói lời nào, cái loại này mà cũng là khách quý á. Sau đó liền áp giải Tô Đình Đình đi. Tô Đình Đình bị áp giải đi, mấy bạn học sững sờ, không biết phải làm thế nào. Cảnh sát vũ trang đóng cửa lại, tiếp tục canh gác. Đám bạn họ bị khóa ở bên trong hậu trường, lúc này chương trình cũng đã bắt đầu, không ít người bắt đầu lên sân khấu phát biểu. Tần Đại Sư cũng sắp lên sân khấu rồi. Mấy bạn học nhìn qua khe hở, đột nhiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao ở hàng đầu. Mấy người xem, hàng đầu tiên có phải Lâm Nguyệt Giao không? Hình như phải, đúng là Nguyệt Giao rồi. Sao Nguyệt Giao có thể ngồi ở hàng đầu được? Chẳng nhẽ? Tất cả bạn học đều mắt chữ A mồm chữ O, đột nhiên nghĩ lại, chẳng nhẽ vé anh họ Nguyệt Giao đưa là thật. Chẳng nhẽ chúng ta vứt vé hàng đầu đi rồi. Nói xong câu này, mọi người lập tức buồn rầu. Bây giờ nhớ lại, Lâm Nguyệt Giao cũng không phải bị bắt đi mà như được cảnh sát vũ trang đưa vào lối đi đặc biệt để tiến vào khu VIP, ngồi hàng ghế đầu tiên. Bọn họ vốn cũng có vé như Lâm Nguyệt Giao, vì tin lời Tô Đình Đình ngu ngốc nên mới vứt vé hàng ghế đầu vào thùng rác. Làm thế nào bây giờ, chúng ta cũng không thể cứ ở đây, chúng ta có vé mà, cậu xem hàng ghế đầu đâu có ai ngồi. Vé là cố định, hàng ghế đầu không có ai ngồi. Bọn họ thì kẹt ở hậu trường, đúng là bực mình mà. Gọi điện thoại cho Nguyệt Giao xem cô ấy có cách nào không. Nói xong,
mọi người liền gọi cho Lâm Nguyệt Giao. Alo, Nguyệt Giao à, bọn tớ đang bị kẹt ở hậu trường, cậu nghĩ cách giúp bọn tớ ra ngoài được không? Hai bên nói mấy câu, Lâm Nguyệt Giao đi đến hậu trường, nhìn thấy đám bạn học quả nhiên đang ở đây, liền nói với cảnh sát vũ trang. Đồng chí, bên trong là bạn của tôi có thể vào không? Cảnh sát vũ trang gật đầu, có thể. Nói xong, liền mở cửa cho Lâm Nguyệt Giao vào, cuối cùng lúc đóng cửa mới nói. Vào trong thì được nhưng không quay lại được. Cửa đóng rồi, mặt Lâm Nguyệt Giao lập tức biến sắc. Cái gì, vậy tôi không vào nữa, tôi muốn quay lại. Tiếc rằng, cửa đã bị đóng lại rồi. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao vô cùng khó coi, quay người tức giận nhìn đám bạn học. Mấy cậu hay lắm, chẳng phải tớ đưa vé cho mấy cậu rồi sao? Mấy cậu sao lại bị kẹt ở đây? Đám bạn học cúi đầu, xấu hổ. Nguyệt Giao, thực sự xin lỗi cậu, đều tại Tô Đình Đình, cô ta vứt vé của bọn tớ đi. Mấy bạn họ càng nói giọng càng nhỏ, bọn họ cũng hơi chột dạ, nếu không vì bọn họ không tin thì cũng sẽ không để cho Tô Đình Đình vứt vé đi. Vậy nên ai ai cũng lộ vẻ xấu hổ, nếu không vì bọn họ không tin Lâm Nguyệt Giao thì sao có thể thành ra như vậy được. Lúc này, âm thanh bên ngoài vang lên, MC đã nói xong lời mở đầu. Sau đây, mời Tần Đại Sư lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Tần Lâm lên sân khấu, ngồi ở vị trí chủ tọa, bắt đầu diễn thuyết. Giống với lần trước, Tần Lâm vẫn đeo mặt nạ, dù sao cũng là liên minh thần y với quy mô toàn tỉnh, thân phận của Tần Lâm đặc biệt, vẫn nên không để người khác biết thì hơn. Đám Lâm Nguyệt Giao vô cùng sốt ruột, Tần Đại Sư đi ra rồi, mau xem. Mọi người chỉ có thể nhìn qua khe hở của biển quảng cáo, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, còn chẳng nghe rõ, vị trí này tệ quá. Lâm Nguyệt Giao sốt ruột nhưng cũng không đi ra, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tần Lâm, xem anh có cách nào không, kết quả mãi mà không thấy Tần Lâm trả lời, gọi điện thoại cũng không có người bắt máy. Lâm Nguyệt Giao hết cách, chỉ có thể nhìn qua khe hở của tấm biển quảng cáo để xem. Khoảng mười mấy phút sau, Tần Đại Sư diễn thuyết xong. Tất cả mọi người đều vỗ tay, cửa lại được mở ra, một nhân viên công tác đi vào. Nhân lúc cửa mở ra, Lâm Nguyệt Giao vội vàng xông ra nói với cảnh sát vũ trang. Đồng chí, tôi có vé, tôi là vé hàng đầu, anh cho tôi vào được không? Cảnh sát vũ trang vốn định từ chối, nhưng đột nhiên nghe thấy vé hàng đầu. Vé của cô là màu đỏ hay màu trắng? Lâm Nguyệt Giao vội vàng lấy vé vào cổng ra đưa cho anh ta, vé của tôi màu đỏ. Vé của chúng tôi đều màu đỏ, có điều vé bọn họ bị người ta xé rách rồi. Vừa nhìn quả nhiên là màu đỏ, cảnh sát vũ trang lập tức khách khí hơn nhiều. Thưa cô, nếu như vé của cô màu đỏ thì mời cô về vị trí ngồi, nhất định phải cẩn thận. Mọi người đều vui mừng, không ngờ vé vào cửa màu đỏ lại có tác dụng đến vậy, sớm biết nó lợi hại đến thế thì mình đã không vứt đi. Sau khi mọi người đi ra, liền vội vàng xông lên hàng đầu, ngồi xuống vị trí trên cùng. Mọi người đều vô cùng xúc động, vị trí này thật đã quá. Xung quanh đều là các chuyên gia và lãnh đạo của các bệnh viện, kém nhất cũng phải là viện trưởng, vị trí này tuyệt quá, viện trưởng còn phải ngồi ở đằng sau. Tiếc là khi bọn họ ngồi xuống, Tần Đại Sư đã đi xuống sân khấu rồi. Lúc nãy diễn thuyết được một lúc, bọn họ đều ở sau hậu trường nghĩ cách làm thế nào để ra ngoài, chẳng nghe lọt câu nào, không biết đã bỏ qua biết bao tinh hoa. Lâm Nguyệt Giao lại càng tiếc nuối hơn, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận với Tần Đại Sư, kết quả lại bỏ lỡ như vậy. MC đi ra ngoài nói, tiếp theo mời bậc thầy Đông Y Khổng Phàm Lâm lên sân khấu. Khổng Phàm Lâm vừa lên sân khấu, mọi người đã vỗ tay ào ào. Bác sĩ Đông Y vốn ít, có thể đạt đến trình độ bậc thầy Đông Y lại càng ít hơn, hầu như chẳng có mấy ai, còn Khổng Phàm Lâm lại là bậc thầy Đông Y trẻ nhất Hoa Hạ, đương nhiên nhận được sự kính nể của mọi người. Sau khi Khổng Phàm Lâm lên sân khấu, ngồi xuống vị trí diễn thuyết, bắt đầu nói một cách đĩnh đạc. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên là Khổng Phàm Lâm, tôi cũng được coi là đệ tử của Tần Đại Sư, mặc dù chỉ mới được Tần Đại Sư chỉ bảo được nửa năm, nhưng những gì mà tôi học được trong nửa năm nay nhiều hơn nửa cuộc đời học tập lúc trước của tôi, đạt được lợi ích không nhỏ. Nhận được lời mời của mọi người, hôm nay đến đây bàn luận một chút về nghiên cứu học thuật, nếu như có gì sai sót. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua. Giọng điệu của Khổng Phàm Lâm trầm bổng, nói năng có khí phách, cộng thêm ông ta vốn có tài, nên chẳng mấy chốc đã khiến mọi người tin phục.
khiến mọi người không thể ngờ nhất là Khổng Phàm Lâm lại là đồ đệ của Tần Đại Sư. Được Tần Đại Sư chỉ dạy nửa năm. Thật khiến người khác ngưỡng mộ. Tần Đại Sư chỉ diễn thuyết hai lần mà đã rất lợi hại rồi. Nội dung bài diễn thuyết được truyền khắp nơi, rất nhiều bệnh viện đều mở cuộc họp để nghiên cứu. Chỉ diễn thuyết trong 10 phút mà đáng để bọn họ nghiên cứu rất lâu. Còn Khổng Phàm Lâm lại được Tần Đại Sư đích thân chỉ dạy nửa năm, vậy trình độ chắc đã lên một tầm cao mới rồi. Khổng Phàm Lâm vốn là bậc thầy đông y, bây giờ thì càng lợi hại hơn. Khổng Phàm Lâm trên sân khấu thao thao bất tuyệt mà diễn thuyết, Lâm Nguyệt Giao bên dưới cảm thấy thấm được nhiều điều, tiếc là không thấy được khuôn mặt của Tần Đại Sư. Khi Lâm Nguyệt Giao đang buồn bực, đột nhiên có mấy bạn học hét lên. Tần Đại Sư, tớ nhìn thấy Tần Đại Sư rồi. Đám Lâm Nguyệt Giao vội vàng hỏi, đâu? Tần Đại Sư đâu? Bạn họ kia nói, trên Zalo, là bạn bè trong khu vực gần trên Zalo, các cậu xem, đây có phải Tần Đại Sư không? Mấy bạn học cầm điện thoại lên tra, quả nhiên tìm thấy người trong khu vực gần này là đúng thật là Tần Đại Sư. Avatar chỉ có đúng một chiếc áo blue trắng, tên đặt là Tần Đại Sư. Đây thật là Tần Đại Sư sao? Chuyện trên Zalo không dễ nói, Tần Đại Sư sẽ đặt tên Zalo của mình là Tần Đại Sư sao? Chắc là vậy, các cậu nghĩ xem, người ở gần đây, khoảng cách chỉ là 500 mét, phạm vi 500 mét chắc là cái trung tâm hội nghị này. Đúng vậy, người có thể đi vào trong trung tâm hội nghị, nhất định phải là người cùng ngành. Hơn nữa thấp nhất cũng phải là viện trưởng hoặc phó viện trưởng hoặc chuyên gia, ở đây có mấy Tần Đại Sư được chứ? Đúng vậy, ngoại trừ Tần Đại Sư ra, ai sẽ dùng nick này chứ? SD rồi hỏi. Có mấy bạn học liền gửi lời mời kết bạn, Lâm Nguyệt Giao cũng gửi. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều được đồng ý. Trong đó có một bạn học nữ nhanh tay nhắn tin hỏi, Tần Đại Sư phải không ạ? Xin hỏi anh có phải Tần Đại Sư không ạ? Một lúc sau, đối phương mới trả lời, đúng vậy. Nhìn thấy đối phương trả lời như vậy, tất cả mọi người đều hứng khởi. Là Tần Đại Sư thật kìa, vừa nãy anh nói hay quá, tiếc là chúng tôi đứng sau hậu trường nên không nghe rõ, tiếc quá. Một lúc sau, Tần Đại Sư mới trả lời, không sao, Tiểu Khổng nói cũng rất hay, mọi người nghiêm túc lắng nghe cũng sẽ tiếp thu được nhiều điều. Mọi người lập tức tin tưởng, lời Tần Đại Sư này nói cũng thật quá. Vừa khiêm tốn, vừa lễ độ, hơn nữa lời nói còn điềm tĩnh hào sảng. Còn gọi Khổng Phàm Lâm là Tiểu Khổng, rõ ràng là giọng điệu của Tần Đại Sư rồi, nếu là người khác, ai dám gọi Khổng Phàm Lâm là Tiểu Khổng chứ? Mọi người lập tức vui vẻ, bắt đầu nói chuyện với Tần Đại Sư. Lâm Nguyệt Giao cúi đầu, gửi tin nhắn cho Tần Đại Sư. Xin chào, tôi là Lâm Nguyệt Giao, anh còn nhớ tôi không? Về lý mà nói đáng nhẽ Tần Đại Sư phải nhớ kỹ cô chứ, lúc trước từng giúp Lâm Nguyệt Giao mấy lần mà, thậm chí khi phẫu thuật còn gọi Lâm Nguyệt Giao làm trợ lý. Nhưng sau khi Lâm Nguyệt Giao gửi tin nhắn, Tần Đại Sư mãi vẫn không trả lời lại. Lâm Nguyệt Giao khá thất vọng, chẳng nhẽ bởi vì chuyện gì đó mà Tần Đại Sư lại cảm thấy phản cảm với cô ấy. Nếu không tại sao lúc trước lại để ý đến Lâm Nguyệt Giao đến vậy, kết quả đột nhiên cắt đứt liên lạc. Một lúc sau, Tần Đại Sư đều không trả lời lại tin nhắn của mọi người chỉ có thể thôi, dù sao người ta cũng bận rộn, cũng đâu có thời gian nói chuyện phiếm với bọn họ. Một lúc sau, khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ, có người đột nhiên hét lên. Tô Đình Đình ở bên Tần Đại Sư kia. Lâm Nguyệt Giao lập tức kinh ngạc, mọi người đều đang tập trung nhìn cái điện thoại kia. Quả nhiên, trên vòng bạn bè có một tấm ảnh Tô Đình Đình đăng lên. Đó là ảnh chụp chung với một người đàn ông, còn là ảnh giường chiếu. Một người đàn ông đang nằm trong lòng Tô Đình Đình, hai người thân mật ôm lấy nhau, đắp chăn, hình như đang ở trong khách sạn. Theo định vị thì là khách sạn Sheraton tỉnh lỵ. Bức ảnh giường chiếu thân mật này được đăng lên vòng bạn bè, đúng là phá hủy tam quan mà. Người đàn ông kia không lộ mặt, chỉ có thể thấy được gáy, vậy nên không nhận ra đây là ai. Nhưng trạng thái mà Tô Đình Đình viết thì vô cùng rõ ràng. Vừa về từ Liên Minh Thần Y, người đàn ông này họ Tần. Ai cũng có thể nhận ra, ý của Tô Đình Đình là người ngủ với cô ta là Tần Đại Sư. Tô Đình Đình ngủ được với Tần Đại Sư rồi sao? Đây đúng là tin hot mà. Tần Đại Sư là người như thế nào chứ? Mặc dù còn trẻ nhưng trong ngành này, anh là người đức cao vọng trọng, một người đàn ông đứng đầu ngành y, vậy mà lại đi thuê phòng với Tô Đình Đình.
Tô Đình Đình chẳng qua là một chủ nhiệm khoa nhỏ bé mà thôi, hơn nữa tính cách của cô ta cũng chẳng ra sao, nghênh ngang ngông cuồng, mắt cao quá trán. Vừa nãy vì quá kiêu ngạo nên Tô Đình Đình mới bị đuổi ra ngoài. Mọi người vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hung ác khi bị cảnh sát vũ trang giam lại, cô gái này thế mà có thể lên giường với Tần Đại Sư, điều này khiến mọi người khó có thể chấp nhận được. Sau khi Lâm Nguyệt Giao nhìn thấy bức hình, trong lòng rất không vui, ghen tức, còn có cả khó chịu. Mặc dù cô ấy chưa từng gặp Tần Đại Sư nhưng bởi vì chuyện lúc trước nên cô luôn sùng bái anh, khó tránh được việc trong lòng nảy sinh mấy cảm xúc như vậy. Không ngờ Tần Đại Sư lại là người sống buông thả như vậy, lại ngủ với Tô Đình Đình. Tô Đình Đình là loại người như thế nào chứ? Lâm Nguyệt Giao hiểu rất rõ, tác phong làm việc ngày thường quá sốc nổi, thường gây sự với người khác, Tần Đại Sư sao có thể ở bên cô ta được chứ? Đây chẳng phải là chìm đắm trong trụy lạc sao? Mấy bạn học cũng khó chịu mà tắt máy, Tô Đình Đình có thể ngủ được với Tần Đại Sư là do cô ta có bản lĩnh, người khác cũng không quản được. Khi bầu không khí đang khá ngại ngùng, Tần Lâm lại đi ra từ hậu trường, đến bên cạnh Lâm Nguyệt Giao ngồi một lúc rồi nói. Sao vậy, vừa nãy nghe thế nào? Lâm Nguyệt Giao như người mất hồn mà gật đầu, cũng được, bác sĩ nói hay lắm. Vừa nãy cô ấy thực sự có nghe Khổng Phàm Lâm diễn thuyết, thu được không ít kiến thức. Những bạn học khác cũng buồn bực không vui, chỉ chào Tần Lâm vài câu, sau đó cắm cúi nghịch điện thoại. Tần Lâm sững sờ. Có hơi buồn bực, mọi người làm sao thế? Một bạn học nam giơ điện thoại lên cho Tần Lâm xem, người tình trong mộng của bọn họ bị Tô Đình Đình cướp mất rồi, nên bọn họ đang buồn. Tần Lâm nhìn bức ảnh, lại thêm dòng trạng thái, và cả địa điểm, nhưng không cảm thấy có gì lạ. Sao vậy, đây chẳng phải là Tô Đình Đình sao? Tần Lâm cũng quen cô gái chẳng được cái nét gì này, dù sao hôm qua cũng vừa mới gặp. Một bạn học nam giải thích, đây là Tần Đại Sư. Tô Đình Đình ngủ với Tần Đại Sư rồi, hai. Đúng vậy, Tần Đại Sư nhất định bị lừa rồi. Bị Tô Đình Đình mê hoặc nên mới vậy, buồn quá đi mất. Tớ thực sự thấy cậu đang giả bộ buồn đó, Nguyệt Giao mới đang thực sự buồn, cậu nhìn xem, Nguyệt Giao chưa nói câu nào kìa. Lâm Nguyệt Giao mở miệng, muốn nói gì đó nhưng đến cuối vẫn không nói được gì. Có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói nhưng tất cả hóa thành tiếng thở dài. Tần Lâm nghe thấy mấy lời này liền cạn lời. Cái gì cơ, Tần Đại Sư? Tần Đại Sư đang đứng trước mặt bọn họ đây, sao có thể ngủ được với cô Tô Đình Đình kia chứ? Tần Lâm thực sự thấy nực cười, sao mấy người biết đây là Tần Đại Sư? Đây là Tần Đại Sư mà, vừa nãy chúng tôi dùng chế độ tìm bạn bè ở gần xong tìm được Zalo của Tần Đại Sư, anh nhìn hai cái ảnh đại diện này. Tần Đại Sư kia đã đổi thành ảnh đại diện tình nhân với Tô Đình Đình. Mà còn là ảnh đại diện tình nhân trông rất rõ ràng. Mà vừa mới ngủ xong đã xác định quan hệ người yêu rồi, hai người phát triển nhanh thật, cảm giác như chỉ vừa mới làm quen ở đây vậy. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải Tần Đại Sư, mấy người nhầm rồi. Lâm Nguyệt Giao thở dài, anh họ, anh không cần phải an ủi bọn em đâu, cũng chẳng sao cả, anh ta thích ngủ với ai thì ngủ, chúng em cũng không có tư cách quan tâm. Lời này của Lâm Nguyệt Giao hơi có mùi giấm chua, như đang ghen vậy. Tần Lâm vừa nghe, lập tức hơi cạn lời. Thật hay giả vậy? Thế mà bọn họ cũng tin được. Tần Đại Sư đang đứng trước mặt bọn họ mà bọn họ lại cho rằng người ở trên giường với Tô Đình Đình mới là Tần Đại Sư, đúng là cạn lời. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên bên ngoài trung tâm hội nghị có rất nhiều người bao vây lại. Mười mấy người đàn ông ăn mặc bình thường, đeo tai nghe. Đang lén nói chuyện với nhau. Có xác định được Tần Đại Sư đang ở bên trong không? Không sai, tôi chắc chắn, ở bên trong còn có mấy người đang đứng ở cổng để quan sát, không ai có thể lọt qua được. Được, tiếp tục theo dõi sát sao cho tôi, hôm nay ông đây nhất định phải báo được thù. Nếu như Lôi Hồng ở đây, cô ấy nhất định sẽ nhận ra mấy người này là thuộc hạ trước kia của Cao Thâm. Cao Thâm là ông trùm trước đây của tỉnh Lỵ. Lúc đầu khi Tần Lâm bị thương, Cao Thâm đã vượt ranh giới, động đến Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương, ép bọn họ đến mức phải ra đường xin cơm. Sau này Tần Lâm ra tay giết Cao Thâm ở một câu lạc bộ, khiến tỉnh Lỵ thời cuộc rối ren, Lôi Hồng vốn là người đứng thứ hai tỉnh Lỵ, kết quả đột nhiên nổi lên trở thành bà trùm. Đáng nhẽ Lôi Hồng phải cảm ơn Tần Lâm mới phải, chỉ là cô ấy không biết Tần Lâm là người giết Cao Thâm. Sau này,
thế lực tàn dư của Cao Thâm bị Lôi Hồng nhanh chóng xử lý hết, cô ấy dùng tốc độ nhanh như chớp mà thống nhất tỉnh lỵ. Nhưng trên thực tế, thế lực của Cao Thâm vô cùng to lớn, rất nhiều thuộc hạ trung thành đều chạy thoát, sống cảnh đầu đường xó chợ, trong lòng một mực muốn báo thù. Đến cuối cùng, sau bao lần điều tra, bọn họ đã tìm ra được thân phận của Tần Lâm. Không ngờ Tần Đại Sư nổi tiếng ngời ngời lại là hung thủ giết hại Cao Thâm. Một bác sĩ đồng y mà có thể giết được anh Thâm, đúng là kinh khủng. Bởi vì hiện trường vụ án còn quá kỳ lạ, bọn họ chưa thể tìm ra được Tần Lâm giết người như thế nào, nhưng nghĩ đến việc anh là bác sĩ, có thể giết người cũng có thể cứu người, chắc cách giết người cũng là mấy phương pháp liên quan đến y thuật, không đủ để khiến người khác kinh sợ. Mấy người bày bố xong mọi việc, hôm nay nhất định phải tóm được Tần Đại Sư, báo thù cho đại ca của bọn họ. Anh Sa, Tần Đại Sư kia trông như thế nào? Anh Sa là thủ lĩnh của bọn họ, hồi đó còn là trợ thủ đắc lực của Cao Thâm, cũng là em vợ của Cao Thâm. Anh Sa nói, Tần Đại Sư trông như thế nào tôi cũng không nhớ, tí nữa mọi người phải chú ý, không được phép ra tay, cứ quan sát trước đã, tìm hiểu rõ rốt cuộc ai là Tần Đại Sư, sau đó mới ra tay. Vâng, về lý mà nói thân phận của Tần Đại Sư không tầm thường, khi đi ra nhất định bị mọi người bao vây, rất dễ để nhận ra. Mọi người gật đầu, Tần Đại Sư cũng không phải là người quá quan trọng, chắc sẽ không dùng mấy phương pháp dùng người để thế thân, chỉ cần có người bao vây lấy, lại là nam thanh niên trẻ tuổi, thì nhất định là Tần Đại Sư. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, nhớ nhắm chuẩn vào. Bên kia, Tần Lâm đang chuẩn bị xử lý tên khốn giả mạo mình. Tần Lâm vốn chẳng thèm quan tâm đến Tần Đại Sư giả mạo, ai muốn giả mạo thì cứ đi mà giả mạo, muốn giả mạo Tần Đại Sư thì cũng phải có thực lực. Nhưng dám dùng tên anh ta để mà ngủ với gái, điều này khiến Tần Lâm khó chịu, đem chuyện này đi lừa người thì nhất định không được. Tần Lâm muốn điều tra xem là ai, kết quả Đoàn Bảo Đông đột nhiên gọi đến, nói với Tần Lâm. Cậu Tần, vừa nãy tôi nhận được một tin tức có độ tin cậy khá cao, có người muốn ra tay với cậu. Tần Lâm nhíu mày, là ai? Cậu Tần, đó là đàn em của Cao Thâm, bọn hắn muốn giết cậu để báo thù. Ồ, vậy cứ để họ thử đi. Nghe Tần Lâm nói năng nhẹ nhàng như vậy, Đo Ẩn Bảo Đông thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi biết thực lực của cậu Tần, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu Tần, đừng liên lụy đến bạn bè người thân của cậu là được. Tần Lâm gật đầu, ông nói đúng, tôi có tính toán hết rồi. Bản thân Tần Lâm tất nhiên không sợ bất kỳ uy hiếp nào. Đừng nói mấy tên côn đồ kia, cho dù là lính đặc chủng đến cũng không phải là đối thủ của Tần Lâm. Trừ khi Diệp Hiên Viên đích thân ra tay, nếu không trong mắt Tần Lâm, đám người này chỉ là tôm tép mà thôi. Nhưng Đoàn Bảo Đông nói đúng, anh không sợ, nhưng bạn bè người thân anh sợ. Gặp phải loại chuyện này, Tần Lâm nhất định phải giải quyết tận gốc bọn chúng. Tần Lâm nói xong, Lôi Hồng cũng gọi điện đến. Cậu Tần, tôi nghe nói có người định gây bất lợi cho cậu. Cậu có cần tôi giúp không? Tần Lâm mỉm cười, cảm ơn nhiều, không cần đâu. Ngoài Lôi Hồng, Đoàn Bảo Đông, Bùi Lương Gia, Tôn Kiến Dân, Vương Kim Hải và Mạnh Văn Cương cũng gọi điện cho Tần Lâm với mục đích giống nhau. Mặc dù họ rất yên tâm về an toàn của Tần Lâm, nhưng bọn họ vẫn sẽ ra tay khi cần thiết. Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương đã sắp xếp đàn em bảo vệ người thân bạn bè của Tần Lâm, để anh có thể yên tâm đối phó với đám đàn em của Cao Thâm. Khi Tần Lâm đang chuẩn bị xử lý anh Xà, thì một bạn nữ đột nhiên lên tiếng. Này, Tần Đại Sư trả lời lại tôi rồi, Tần Đại Sư nói anh ấy đang ở trong hậu trường, bảo chúng ta đến đó có thể chụp ảnh xin chữ ký. Há, Tần Đại Sư trả lời lại rồi à? Không phải đang ở khách sạn à? Ảnh chụp khách sạn chắc là từ hôm qua, hoặc là anh ấy đặt phòng theo giờ, sau đó lại quay về. Không được, mau đi xem thử, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tất cả mọi người đều trở nên phấn khích, mặc dù cảm thấy cuộc sống của Tần Đại Sư hơi loạn, nhưng khi nghe tin Tần Đại Sư trở lại, mọi người đều quên mất sự khó chịu vừa rồi. Ngay cả Lâm Nguyệt Giao cũng trở nên phấn khích, muốn đi theo đến hậu trường để xem gương mặt thật của Tần Đại Sư. Trên mặt Tần Lâm nở một nụ cười thú vị, anh cũng muốn xem tên Tần Đại Sư này là ai. Chúng ta đi nhanh thôi. Mấy người bạn vô cùng phấn khích đi đến hậu trường, thấy một người đàn ông đứng đó thì hỏi. Xin hỏi, anh là Tần Đại Sư à? Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu lại, cười nhạt nói. Gọi tôi là Tần Hạo là được, gọi Tần Đại Sư nghe xa cách quá.
Tần Hạo không phủ nhận hay từ chối, nghe như đã thừa nhận anh ta là Tần Đại Sư. Mấy bạn nữ cực kỳ hưng phấn hỏi, Tần Đại Sư, anh trẻ quá, anh chính là bác sĩ trưởng trong Đại hội Đông Y thật à? Câu hỏi này rất đúng trọng tâm, ai họ Tần cũng có thể xưng là Tần Đại Sư, nhưng bác sĩ trưởng trong Đại hội Đông Y thì chỉ có một người. Một khi Tần Hạo thừa nhận mình là bác sĩ trưởng, thì chứng tỏ anh ta cố ý giả danh Tần Lâm. Tần Hạo cười nhạt nói. Đúng vậy, các bạn đều đã nghe chương trình tôi giảng lúc trước rồi à? Lần này Tần Hạo đã hoàn toàn thừa nhận thân phận Tần Đại Sư, tất cả mọi người đều trở nên phấn khích, xem ra đã tìm đúng người rồi. Tần Đại Sư, anh lợi hại quá đi mất. Tần Đại Sư, sao anh còn trẻ mà y thuật đã cao siêu như thế vậy? Đúng thế, cho dù có thầy giỏi chỉ dạy, nhưng còn kinh nghiệm lâm sàng thì sao? Trông anh chỉ mới 2 năm 26 tuổi, mà đã theo ngành y nhiều năm như vậy rồi, thật sự đáng khâm phục. Mọi người thi nhau hỏi, cứ giống như được gặp thần tượng của mình vậy. Tần Hạo cười nhạt, nở một nụ cười thâm sâu rồi khoác lác. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống làm bác sĩ đông y, từ nhỏ đã theo bố và ông nội học tập, lên 5-6 tuổi đã biết bắt mạch, 10 tuổi đã có thể khám bệnh, vì vậy tôi có ưu thế hơn so với các bác sĩ đông y khác. Qua! Wow. Tần Hạo nói xong, mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ. Lâm Nguyệt Giao do dự một hồi lâu, nhưng vẫn quyết tâm nói. Tần Đại Sư, vậy còn kinh nghiệm lâm sàng của anh thì sao, anh mới hơn 20 tuổi, sao đã được chữa trị cho nhiều bệnh nhân như vậy? Tần Hạo nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao thì hai mắt sáng lên, đây mới là hàng ngon. So với Lâm Nguyệt Giao, Tô Đình Đình chỉ là rác mà thôi. Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn đánh bại Tô Đình Đình cả về ngoại hình lẫn khí chất, nếu biết trước có fan hâm mộ cực phẩm như này, ai còn đi ngủ với loại mặt hàng kém chất lượng như Tô Đình Đình chứ? Xin chào, em là... Lâm Nguyệt Giao có chút thất vọng, Tần Đại Sư thậm chí còn không biết cô trông như thế nào. Chẳng lẽ tất cả những tương tác giữa Tần Đại Sư và cô trước đây đều là giả à? Tần Đại Sư, em tên là Lâm Nguyệt Giao, Lâm Nguyệt Giao hơi trách móc. Tần Hạo gật đầu, khẽ mỉm cười, thì ra là Lâm Nguyệt Giao à? Kinh nghiệm lâm sàng của tôi ít mà chất lượng, từ chẩn đoán đến chữa khỏi cho mỗi bệnh nhân là cả một quá trình rất dài, chỉ cần bạn dốc sức hết mình là có thể đạt được thành quả lớn. Thật ra Tần Hạo cũng không biết Lâm Nguyệt Giao, nhưng để cho thân thiết. Anh ta đã nói thì ra là Lâm Nguyệt Giao à? Cuối cùng Lâm Nguyệt Giao tưởng rằng Tần Hạo đã nhớ lại, trong lòng hơi lung lay. Còn về lời giải thích của Tần Hạo, đó chỉ là những lời nói sáo rỗng mà thôi, chỉ vì mọi người tưởng anh ta là Tần Đại Sư nên dù anh ta nói gì cũng cho là lời vàng ý ngọc. Tần Lâm cười khinh bỉ, không ngờ lại có người giả danh Tần Đại Sư trước mặt anh. Anh cảm thấy rất thú vị, đột nhiên nói. Tần Đại Sư... Hôm nay anh nói về việc làm mát vật lý, tôi không hiểu về nó lắm, mong anh hãy giảng một chút về phương pháp hạ nhiệt bằng cách bịt mồ hôi cho mọi người cùng nghe với, rốt cuộc nó có giúp làm hạ sốt không? Tần Lâm ném cho Tần Hạo một câu hỏi khó. Mặc dù anh ta hiểu một chút về y học, nhưng không rõ lắm về những kiến thức chuyên sâu này, dù nó có vẻ là một chủ đề phổ biến, nhưng muốn giải thích rõ ràng bằng một hai câu thì cần có kiến thức sâu rộng mới làm được. Tần Lâm ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Ha ha, vấn đề này mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau, mỗi bác sĩ, mỗi bệnh nhân đều trong hoàn cảnh khác nhau, một phương pháp trị bệnh không thể chữa trị được mọi loại bệnh, chỉ có thể nói khi chữa bệnh cần phải linh hoạt mới được. Tên Tần Hạo này dường như đã chuẩn bị lời nói kỹ càng, toàn là câu trả lời ba phải. Anh ta không hề trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Tần Lâm mà toàn nói một đống lời vô nghĩa, nói như không. Điều buồn cười nhất là... Lâm Nguyệt Giao và mấy người bạn học còn ghi chép lại một cách nghiêm túc. Tần Lâm thấy vậy thì bất thình lình cất lời, anh không giả danh Tần Đại Sư đấy chứ. Tần Hạo nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, trừng mắt nói. Giả danh Tần Đại Sư, anh nói luyên thuyên gì vậy, anh nghĩ rằng người khác có thể giả danh thân phận của tôi chắc. Tần Lâm chỉ nói đùa mà thôi, những người khác cũng cười ha hả giả vờ tức giận nói. Đúng vậy. Làm gì có ai dám giả danh Tần Đại Sư chứ, anh đúng thật là. Tần Đại Sư chính là thánh thủ đông y, chỉ với hai câu vừa rồi đã cho tôi mở mang rất nhiều, sao có thể là giả được chứ, Đại Sư chính là Đại Sư. Tần Đại Sư, chút nữa anh có rảnh không, đi ăn với chúng tôi nhé. Tần Hạo cười nhạt, ánh mắt vẫn luôn dán lên người Lâm Nguyệt Giao, đột nhiên nói. Ăn cơm à, được thôi, không biết cô Nguyệt Giao có rảnh không.
Lâm Nguyệt Giao sững sờ, không ngờ Tần Đại Sư lại hỏi riêng cô ấy, mặt cô lập tức đỏ bừng, xem ra Tần Đại Sư vẫn còn tình cảm với cô. Vội vàng gật đầu, rảnh, giờ chúng ta đi thôi. Được. Tần Hạo bước đi trong sự bao quanh của mọi người, bọn họ đều xếp hàng lần lượt rời đi, một người bạn đột nhiên hét lên. Phía trước nhường đường một chút, để Tần Đại Sư đi ra trước. Mọi người nghe thấy tên Tần Đại Sư thì nhanh chóng quay đầu lại nhìn, thấy Tần Hạo đang được vây quanh bởi một đám người thì lũ lượt nhường lối. Rất nhiều người chưa từng được gặp Tần Đại Sư, chỉ nhìn thấy Tần Đại Sư đeo mặt nạ, không ngờ lại được nhìn thấy gương mặt thật của Tần Đại Sư dưới khán đài. Nhân viên bảo vệ quay lại nhìn, thấy Tần Lâm cũng trong đám đông, bọn họ tất nhiên biết Tần Đại Sư, vừa rồi một người trong đám đông hét lên như vậy, bọn họ nhanh chóng quay lại nhìn, đúng là Tần Đại Sư bước ra, bọn họ nhanh chóng điều khiển mọi người nhường lối. Mọi người cứ thế vây quanh Tần Hạo bước ra khỏi hội trường, mặc dù Tần Lâm cũng ở trong đám người, nhưng trông anh lại rất khiêm tốn. Tần Hạo rất hưởng thụ cảm giác này, trước sau đều là người đẹp vây quanh, nhất là Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh. Ngoại hình lẫn khí chất đó quả thực khiến người ta yêu thích. Đám người anh xà đứng từ xa thấy cảnh này thì lập tức trở nên nghiêm túc. Tên kia chính là Tần Đại Sư đúng không? Chắc là vậy rồi, anh xem anh ta được nhiều người vây quanh như vậy, lại còn trẻ tuổi, chắc chắn là Tần Đại Sư. Được, mấy người chúng ta ở đây canh chừng anh ta, cử một người đi xuống hỏi thăm, nếu là Tần Đại Sư thật thì chúng ta sẽ tìm cơ hội bắt lấy anh ta. Anh xà ra lệnh. Một tên đàn em lén lút trà trộn vào đám đông, trên đường có một đám người đang vây quanh Tần Đại Sư, hỏi về các vấn đề y học và cuộc sống. Tên đàn em nghe ngóng một lúc, xác định người này chính là Tần Đại Sư, sau đó lén lút nhắn tin cho anh xà. Lúc nhắn tin, Tần Lâm đứng ngay sau tên đàn em đó, thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại của hắn ta, khóe miệng anh chợt nở một nụ cười thích thú. Mọi người lên xe đi, tôi đã đặt nhà hàng rồi, mọi người cứ đến thẳng đó là được. Tần Hạo nói xong thì quay sang nói với Lâm Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, em ngồi cùng anh đi. Lâm Nguyệt Giao do dự một lát, quả thật cô muốn ngồi cùng xe với Tần Đại Sư, nhưng chuyện của Tô Đình Đình lúc trước khiến cô hơi không thoải mái nên còn do dự. Đúng lúc này, Tần Lâm đột nhiên bước đến, kéo tay Lâm Nguyệt Giao nói. Em họ tôi sẽ ngồi cùng xe với tôi. Khi Lâm Nguyệt Giao còn đang do dự, Tần Lâm đã kéo cô ấy đi. Hai người lên một chiếc xe taxi. Tần Hạo ngồi trong chiếc xe khác, mọi người lũ lượt chạy tới nhà hàng. Trên đường đi, Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao cũng không nói chuyện, có thể thấy tâm trạng nặng nề của Lâm Nguyệt Giao, cô ấy cầm điện thoại mà không biết đang suy nghĩ linh tinh cái gì. Tần Lâm cũng bất lực, dù bây giờ nói sự thật với cô ấy, thì có lẽ cô cũng không tin. Tinh tinh, điện thoại của Lâm Nguyệt Giao reo lên, cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Tần Hạo. Nguyệt Giao, chút nữa ăn cơm xong. Em có thời gian đi cùng tôi không? Lâm Nguyệt Giao cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhớ lại những lần tương tác giữa cô và Tần Đại Sư trước đây. Cô thậm chí còn nghi ngờ không biết bức ảnh Tô Đình Đình đăng lên tường là thật hay giả, với phẩm chất của Tần Đại Sư sao lại thích một người như cô ta chứ? Được. Do dự một lúc, Lâm Nguyệt Giao vẫn đồng ý, cô muốn tìm hiểu xem Tần Đại Sư rốt cuộc là người như thế nào. Tần Lâm ngồi ở hàng ghế đầu của xe taxi. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một vài chiếc xe đang lặng lẽ đi theo bọn họ. Tất nhiên, không phải đi theo xe taxi của Tần Lâm mà là chiếc xe phía trước của Tần Hạo. Tên Tần Hạo còn tưởng rằng giả danh Tần Đại Sư là một chuyện tốt, nếu đã vậy thì để anh ta nếm trải cảm giác làm con tốt thí mạng đi. Rất nhanh sau đó, mọi người đã đến cổng nhà hàng, Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao xuống xe, đám bạn học cũng lần lượt tới nơi. Tần Lâm liếc nhìn những người đang lén lút vây quanh. Rồi nói với mấy bạn học. Chúng ta vào trước đi, chút nữa Tần Đại Sư sẽ vào sau. Mọi người cũng không nghĩ nhiều mà đi vào nhà hàng theo Tần Lâm. Mấy người Tần Lâm vừa bước vào, mấy chiếc xe liền vây lại. Anh xà xuống xe, dẫn theo mấy tên đàn em cầm bao tải màu đen đi đến trước mặt Tần Hạo. Tần Hạo đang xem tin nhắn Lâm Nguyệt Giao gửi, sau khi thấy anh xà thì sửng sốt. Các anh định làm gì? Anh xà nhếch miệng nói, mày chính là Tần Đại Sư à? Tần Hạo đứng thẳng eo gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là Tần Đại Sư, anh có chuyện gì? Anh xà lạnh lùng cười, mày chính là người bọn tao đang tìm. Nói xong, anh xà chùm túi đen lên người Tần Hạo, mấy người trực tiếp khiêng anh ta lên xe. Ư, Tần Hạo kêu mấy câu,
nhưng đầu bị bịt không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể để cho bọn chúng đem đi. Sau khi lên xe, anh Xà lấy hai chiếc tất nhét vào miệng Tần Hạo, để anh ta không thể nói được. Tần Hạo buồn nôn muốn chết, nhưng không thể nhổ ra, sau khi được cởi chụp đầu ra, anh ta kinh hãi nhìn mấy người trước mặt, gắng sức lắc đầu giãy giụa. Anh Xà cười khinh bỉ, Tần đại sư đúng không? Anh giỏi lắm mà, có thể giết được cả anh thâm của chúng tao mà. Nghe vậy, toàn thân Tần Hạo run lẩy bẩy, đầu óc tê dại, cơn sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng. Các anh bắt nhầm người rồi. Tần Hạo thật sự muốn hét to lên, nhưng trong mồm đang bị nhét tất, không sao hét ra thành lời được. Anh ta không thể ngờ rằng giả danh Tần đại sư lại nguy hiểm đến tính mạng, ai biết được Tần đại sư lại làm ra những chuyện điên cuồng như thế. Anh ta đã từng nghe nói về Cao Thâm, đó là ông trùm xã hội đen ở tỉnh Lỵ những năm đầu, là một nhân vật lớn mà anh ta không thể tiếp cận. Không ngờ một nhân vật trâu bò như vậy lại bị Tần Lâm giết chết. Xong rồi, đàn em của người ta giờ đến báo thù rồi, anh ta chết là cái chắc. Anh Xà đưa Tần Hạo đến một vùng đất hẻo lánh, tìm đến một ngôi mộ kín đáo nằm sâu trong rừng. Đường đường là ông trùm ở tỉnh Lỵ, nay chết rồi cũng chỉ có thể chôn ở một nơi như này. Anh Xà nhìn ngôi mộ này, cảm thấy vô cùng xót xa. Anh rể, em đã bắt được kẻ giết anh rồi, hôm nay em sẽ trả thù rửa hận cho anh. Nói xong, anh Xà lôi Tần Hạo xuống xe, để anh ta quỳ xuống trước mộ Cao Thâm. Nhìn thấy ngôi mộ này, sắc mặt Tần Hạo xám như tro tàn, biết mình hôm nay đã vấp phải đá thật rồi. Chủ yếu là vì anh Xà hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói chuyện, cho dù chỉ cho anh ta nói một câu thôi. Anh ta cũng sẽ nói cho anh Xà biết bọn hắn bắt nhầm người rồi. Keng! Anh Xà đã rút một con dao găm ra. Tần Hạo đã ngây ngốc hoàn toàn, không được đâu, nếu tiếp tục như vậy, e là sẽ cắt cổ mất. Tần Hạo thông minh đột xuất, quỳ xuống đất dập đầu liên tiếp trước mộ, bịch bịch bịch, trán anh ta liền nhanh chóng chảy máu. Đám người anh Xà sửng sốt, sau đó nở nụ cười khinh bỉ. Tên Tần đại sư này là một kẻ tham sống sợ chết à? Không ngờ tên Tần đại sư này lại dập đầu trước mộ anh Thâm, màn thể hiện này khiến anh Xà rất hài lòng. Nếu đã vậy, tao sẽ cho mày chết sung sướng một chút, nào chăng chối nốt mấy câu cuối đời đi. Anh Xà bước đến lấy tất trong mồm Tần Hạo ra. Nói đi, có gì ngôn gì? Nói được rồi, Tần Hạo vô cùng kích động hét lớn. Đại ca, các anh bắt nhầm người rồi, tôi không phải là Tần đại sư, tôi là kẻ giả danh thôi. Đám người anh Xà nghe vậy thì sững sờ. Giả danh Tần đại sư. Mấy người nhíu mày, sắc mặt trở nên trầm trọng, anh Xà kề dao lên cổ Tần Hạo, lạnh lùng nói. Mày chơi tao đấy à? Con mẹ mày, lúc trước tao hỏi sao mày không nói mày là đứa giả danh. Anh Xà muốn báo thù cho anh rể, hắn cũng không muốn nhầm lẫn thật giả, thế nên phải hỏi cho rõ ràng. Tần Hạo vội vàng nói, đại ca, tôi là người giả danh thật. Tôi giả danh Tần đại sư chỉ để ngủ với mấy cô gái trẻ, không tin anh nhìn điện thoại tôi này, hôm qua tôi còn ngủ với một đứa, anh xem với đức hạnh này của tôi sao có thể là Tần đại sư thật chứ? Anh Xà nửa tin nửa ngờ, lấy điện thoại trong túi quần của Tần Hạo ra, xem ảnh trong điện thoại, đúng là có ảnh chụp mấy người phụ nữ đang ngủ. Mặc dù trong mắt anh Xà, Tần đại sư không phải là người tốt, nhưng dù sao cũng là một nhân vật lớn. Không đến nỗi đi lừa mấy cô gái trẻ lên giường như Tần Hạo đi. Anh Xà tức phát điên, con dao trong tay hắn đâm mạnh vào đùi Tần Hạo. Con mẹ mày, mày chơi tao à? A! À, Tần Hạo kêu lên thảm thiết, toàn thân co giật, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, anh ta chưa được trải đời, nhát dao này suýt chút nữa đã giết chết anh ta. Anh Xà thực sự tức phát điên, lên kế hoạch và chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại bắt phải một tên giả mạo. Vậy cũng chỉ có thể trách mày xui xẻo, tao chôn mày theo anh rể tao nhé. Nói xong, anh Xà cầm con dao chuẩn bị kết thúc mạng sống của Tần Hạo. Đột nhiên, Tần Hạo hét lớn. Đừng giết tôi có cách tìm Tần đại sư. Anh Xà hơi dừng bước, mày chắc không? Mày bảo mày có thể tìm được Tần đại sư thật à? Đúng vậy, tôi có thể, chỉ cần anh tha cho tôi sẽ giúp các anh. Anh Xà lạnh lùng nói. Mày không có tuổi kỳ kèo với bọn tao, nói nhanh đi. Tần Hạo cắn răng, chịu đựng cơn đau ở chân, cầm điện thoại lên và nói. Anh xem, người phụ nữ này tên là Lâm Nguyệt Giao, cô ta có quan hệ không tầm thường với Tần Đại Sư, nghe nói là họ hàng, chỉ cần bắt được người phụ nữ này thì Tần Đại Sư chắc chắn xuất hiện.
Anh Xà nhíu mày, cầm điện thoại lên xem lịch sử trò chuyện của cô và Tần Hạo. Sao mày biết, cô ta quen thuộc với Tần Đại Sư như vậy, sao cô ta lại không phát hiện ra mày giả mạo? Tần Hạo nói, không, hình như cô ta chưa gặp Tần Đại Sư, không biết Tần Đại Sư là ai, tôi vốn định giả mạo Tần Đại Sư để ngủ với cô ta. Tần Hạo thấy ánh mắt khinh thường của anh Xà cũng hơi xấu hổ. Vừa rồi trên xe tôi đã nghe ngóng, Tần Đại Sư thật hình như có quan tâm đặc biệt đến Lâm Nguyệt Giao, trước kia khi ở bệnh viện, nể mặt Tần Đại Sư, Lâm Nguyệt Giao mới được đề bạt lên làm chủ nhiệm. Tôi đã hỏi thăm rất nhiều đồng nghiệp rồi, quan hệ của hai người đó không tầm thường, nếu các anh bắt Lâm Nguyệt Giao thì tên Tần Đại Sư kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Tần Hạo nói vậy, đám người anh Xà cũng gật đầu, tạm thời tin là thật. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng là tìm Tần Đại Sư để báo thù, nếu tên Tần Hạo này giúp được thì bọn hắn sẽ tạm tha mạng cho anh ta. Nói cho mày biết, nếu mày dám giở trò với bọn tao, tao đảm bảo sẽ khiến mày chết rất khó coi. Tần Lâm vội vàng gật đầu liên tục, vâng, anh Xà, tôi tuyệt đối không dám lừa các anh. Trước mặt anh Xà, thằng nhãi danh như Tần Hạo chắc chắn không dám giở trò gì. Nếu là trước đây khi Cao Thâm còn sống, anh Xà cũng là một đại ca có tiếng ở tỉnh Lỵ, ai gặp cũng phải nhún nhường một chút. Tần Hạo nhanh chóng nhắn tin cho Lâm Nguyệt Giao. Nguyệt Giao, giờ tôi đang ở nhà ga phía Nam, em có thể đến đây với tôi không? Vị trí của Tần Hạo ngay gần nhà ga phía Nam, nên thử hẹn với Lâm Nguyệt Giao. Theo điều tra của anh ta, Lâm Nguyệt Giao có tình cảm sâu sắc với Tần Đại Sư, mà Tần Đại Sư chưa bao giờ gặp Lâm Nguyệt Giao, hai người luôn duy trì mối quan hệ như vậy. Rất nhiều người đang truyền nhau về tai tiếng của bọn họ. Vì vậy Tần Hạo tỏ ra rất thân thiết khi nói chuyện với Lâm Nguyệt Giao, như vậy mới tăng độ tin cậy. Lâm Nguyệt Giao do dự một lúc, mặc dù cô cảm thấy đi như vậy không an toàn, nhưng khi nghĩ tới người kia là Tần Đại Sư. Nếu Tần Đại Sư muốn thế nào, Lâm Nguyệt Giao cũng sẽ không từ chối. Vả lại Lâm Nguyệt Giao cũng muốn hỏi chuyện của Tô Đình Đình rốt cuộc là thật hay giả, cô càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Tô Đình Đình thua kém cô cả về ngoại hình, khí chất lẫn tài ăn nói, Tần Đại Sư hoàn toàn không cần xảy ra quan hệ với cô ta, trừ khi Tô Đình Đình chủ động dụ dỗ. Chuyện này phải hỏi cho rõ ràng. Được, giờ em sẽ đến đó luôn. Mọi người vẫn đang ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao viện cớ đi vệ sinh, sau đó ra cửa bắt taxi đi đến nhà ga phía Nam. Tần Đại Sư mãi không đến, các bạn học cũng không đợi được nữa, nên cứ thế ngồi xuống ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao chỉ đi vệ sinh mà thôi, không ai chú ý đến cô. Sau khi đến nhà ga phía Nam, Lâm Nguyệt Giao từ xa đã nhìn thấy Tần Hạo đang ngồi dưới đất, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chạy đến kiểm tra. Tần Đại Sư, anh không sao chứ? Tần Hạo ngồi trên mặt đất ôm lấy chân không ngừng chảy máu của mình, quần anh ta đã thấm ướt rồi, đôi môi hơi tái nhợt. Nguyệt Giao, em đến rồi à, anh bị thương rồi. Lâm Nguyệt Giao liếc nhìn chân Tần Hạo. Sắc mặt cô lập tức trở nên kỳ lạ. Đang định lên tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy người bao vây Lâm Nguyệt Giao. Cô Lâm, xin lỗi, cô phải chịu khổ một chuyến rồi. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, các người định làm gì? Anh Xà cười khinh bỉ, chúng tôi muốn gọi Tần Đại Sư đến đây một chuyến, vì thế cần sự giúp đỡ của cô. Lâm Nguyệt Giao sững sờ giây lát, đầu óc quay cuồng, cúi đầu nhìn Tần Hạo nói. Tần Đại Sư ở đây rồi mà. Các anh tìm anh ấy là được. Sắc mặt Tần Hạo tối sầm lại, vội vàng nói. Cô đừng nói linh tinh, tôi chỉ lừa cô mà thôi, tôi hoàn toàn không phải là Tần Đại Sư, tôi là kẻ giả mạo. Lâm Nguyệt Giao hơi sững sờ, sau đó ra vẻ hiểu ý, chớp mắt với Tần Hạo. Tôi biết rồi, đúng vậy, anh ấy không phải là Tần Đại Sư mà các anh muốn tìm đang ở phía Nam thành phố. Kỹ năng diễn xuất của Lâm Nguyệt Giao vô cùng tuyệt vời. Cô ấy nói phô trương đến nỗi ai cũng nhìn được ra cô ấy đang diễn. Anh Xà lập tức nghi ngờ, lẽ nào hai người này đang thông đồng với nhau? Tên Tần Hạo này là Tần Đại Sư thật, cố ý giả vờ lừa để thoát chết. Anh Xà cúi đầu, do dự một lúc, cũng không phải là không có khả năng này. Tần Đại Sư này chỉ là một bác sĩ mà thôi, bây giờ có chút tiếng tăm, đi chơi gái cũng là chuyện bình thường. Bị anh Xà bắt được thì bắt đầu dở trò diễn kịch để kéo dài thời gian. Anh Xà nhặt con dao găm, đột nhiên xông đến đâm mạnh vào Tần Hạo. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao thay đổi, vội vàng lao tới chỗ Tần Hạo đẩy anh ta ra. Tần Đại Sư cẩn thận.
Con dao của anh xà không đâm vào mà dừng ở không trung, nhưng biểu hiện của Lâm Nguyệt Giao đã bán đứng cô, rõ ràng là cô đang bảo vệ Tần Hạo, tên Tần Hạo này chính là Tần Đại Sư thật. Tần Hạo đơ ra, lúc này mới định thần lại, biết hành động vừa rồi anh xà là đang dò xét, vội vàng giải thích. Lâm Nguyệt Giao, tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là Tần Đại Sư. Cô thần kinh à! Lâm Nguyệt Giao quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Tần Hạo. Tất nhiên cô biết Tần Hạo không phải Tần Đại Sư, ngay từ khi đến đây cô đã biết rồi. Tĩnh mạch ở chân phải của Tần Hạo bị dao đâm trúng, máu chảy không ngừng, ngay cả bác sĩ trình độ kém cũng biết cách tự cầm máu. Nếu là Tần Đại Sư, chắc chắn có thể bấm huyệt cầm máu. Nhưng tên Tần Hạo này không biết gì cả, ngồi đó để máu chảy ròng ròng, đây rõ ràng là một kẻ ngoài ngành, cộng thêm những lời anh ta nói lúc trước, ngẫm lại thực ra toàn là những lời nói vô nghĩa. Vì thế tên này chắc chắn là kẻ giả mạo, Lâm Nguyệt Giao tương kế tựu kế, anh ta thích giả danh lắm mà, vậy cho anh ta trở thành con tốt thí mạng cho Tần Đại Sư đi. Lâm Nguyệt Giao thở dài, Tần Đại Sư, đừng giả vờ nữa, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ sống chết cùng anh. Tần Hạo vô cùng nóng nảy, kích động nói với anh xà. Anh xà, anh đừng nghe cô ta, người phụ nữ này thần kinh rồi, tôi vốn dĩ không phải là Tần Đại Sư, tôi chỉ là bác sĩ thú y. Không tin anh có thể kiểm tra, tôi có chứng chỉ thú y. Sắc mặt anh xà tối sầm lại, siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Thú y, con mẹ nó bọn mày chơi tao à? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, loại người như mày, chết cũng chưa hết tội, mày đi chết theo anh rể tao đi. Nói xong, anh xà đâm mạnh vào tim Tần Hạo khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Sau khi Tần Hạo chết, anh xà đứng dậy, cầm con dao chỉ vào Lâm Nguyệt Giao nói. Cô tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn phối hợp, cầm điện thoại lại đây. Chắc tên Tần Hạo này là giả mạo, Lâm Nguyệt Giao tỏ ra rất bình tĩnh như thể biết trước sẽ có người đến cứu cô ấy vậy. Sau khi Giao nộp điện thoại, Lâm Nguyệt Giao ấn nút trên đồng hồ mấy lần, chiếc đồng hồ này là của Tần Lâm tặng cô, lần trước gặp nguy hiểm, anh đã dựa vào chiếc đồng hồ này mà tìm thấy cô. Lần này chắc sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, động tác bấm đồng hồ của Lâm Nguyệt Giao đã bị anh xà phát hiện. Dù sao cũng là người trong giang hồ, anh xà không giống như đám côn đồ bình thường. Thứ gì vậy, mang qua đây tôi xem. Anh xà giật chiếc đồng hồ trên tay Lâm Nguyệt Giao, cẩn thận kiểm tra, sắc mặt lập tức thay đổi. Không hay rồi, chiếc đồng hồ này chắc chắn có thiết bị định vị, đi mau. Nói xong, anh xà ném chiếc đồng hồ của Lâm Nguyệt Giao lên xác của Tần Hạo, mấy tên túm chặt lấy cánh tay của Lâm Nguyệt Giao chạy ra ngoài. Sau khi Tần Lâm nhận được tín hiệu thì sắc mặt lập tức thay đổi, Lâm Nguyệt Giao. Chính Tần Lâm đã lên kế hoạch khiến Tần Hạo bị bắt đi, loại người muốn giả danh anh để đi lừa gạt các cô gái trẻ như anh ta có chết cũng không hết tội. Nhưng Tần Lâm không ngờ, Lâm Nguyệt Giao cũng bị lừa đi. Cô nhóc này ngây thơ quá đi. Tần Lâm lập tức gọi điện thoại cho Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương, bảo bọn họ đến nhà ga phía nam. Tốc độ của Tần Lâm cực nhanh, chạy một mạch ra ngoài. Còn nhanh hơn cả xe ô tô. Mười mấy phút sau đã tới nhà ga phía nam, đến vị trí được định vị, thì thấy xác của Tần Hạo, nhưng không thấy Lâm Nguyệt Giao đâu. Vẻ mặt Tần Lâm trở nên nghiêm trọng, lập tức gọi điện cho Vương Kim Hải. Tiểu sư huynh có gì dặn dò vậy? Tần Lâm nói, cho ông 5 phút, lập tức xác định vị trí của một người tên anh xà. Vâng, Tần Lâm không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào, anh tin với năng lực và địa vị của Vương Kim Hải. Chắc sẽ nhanh chóng xác định được vị trí của anh xà. Anh xà khá có tiếng tăm ở tỉnh Lỵ, nhưng người có tên tuổi như này thường sẽ bị cảnh sát chú ý đến. Quả nhiên 3 phút sau, Vương Kim Hải liền gọi điện thoại đến. Tiểu sư huynh, hiện anh xà đang ở trên một tàu lửa bị bỏ, bọn họ đã bao trọn chiếc xe này rồi, đi theo hướng con tàu này sẽ đến nhà ga phía Bắc và ra khỏi tỉnh. Tần Lâm nhíu mày, phía Bắc tỉnh Lỵ chính là ngõ ai tỉnh rồi. Một khi tiến vào địa phận ngoại tỉnh thì việc tìm kiếm sẽ trở nên hết sức rắc rối. Nhà ga phía Bắc là nơi thế nào? Vương Kim Hải nói, tiểu sư huynh, nhà ga phía Bắc trước đây là trạm ga cũ, sau khi có trạm đường cao tốc phía Tây, thì nhà ga này cơ bản đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại một hai chuyến qua đó, nhưng không có người dân đi lại. Vậy thì tốt, chặn ở nhà ga phía Bắc đi. Nói xong, Tần Lâm liền cúp máy, lên xe chuẩn bị đi tới nhà ga phía Bắc chặn tàu. Dám chạy, Tần Lâm sẽ cho hắn biết hậu quả.
Tần Lâm lên xe, tất cả mọi người đều chạy tới nhà ga phía bắc theo. Tôn Kiến Dân, Mạnh Văn Cương, Đoàn Bảo Đông, Bùi Lương, Lôi Hồng, Vương Kim Hải. Những người này đi rất gần Tần Lâm, tất cả những nhân vật tiếng tăm cùng đến nhà ga phía bắc. Hai con đường ở tỉnh lỵ đã bị phong tỏa, thiết lập tình trạng quân sự, như thể sắp xảy ra chuyện lớn. Khi lên xe, trợ lý của Mạnh Văn Cương nói. Chủ tịch Mạnh, đây chính là tiểu sư huynh mà ngài nói sao? Tôi thấy cũng chắc có gì đặc biệt mà. Trong mắt Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân, Tần Lâm chính là đệ tử tâm đắc 10 năm của sư phụ, chắc chắn là đệ tử chân truyền của ông. Nhưng trong mắt người khác, anh chỉ là một cậu thanh niên bình thường. Hôm nay khi đối diện với chuyện lớn như vậy, mặc dù sắc mặt Tần Lâm không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng chỉ có thể nói là có tố chất tâm lý tốt, chứ chưa thể nói là có biểu hiện xuất sắc. Có thể chỉ huy được nhiều người, khiến nhiều ông lớn đi theo như vậy, chẳng qua cũng chỉ là dựa vào mối quan hệ của lãnh đạo Tôn và Vương Kim Hải, không thấy được bản thân Tần Lâm có năng lực đặc biệt gì. Bọn họ không hiểu tại sao Tần Lâm lại được nhiều nhân vật tai to mặt lớn kính trọng như thế. Chỉ là một bác sĩ thôi mà, liệu có phải những người này bị lừa rồi không? Trước đây cũng từng có trường hợp như vậy, rất nhiều ngôi sao lớn bái đại sư học nghệ, nhưng vốn chẳng phải đại sư gì cả mà chỉ là lừa đảo giả danh. Tần Lâm cũng có chút giống. Mạnh Văn Cương chau mày, câm miệng, đừng có nói lung tung, đồ đệ của sư phụ ở khắp nơi, đều là những người phi phàm, chúng ta chỉ được sư phụ chỉ dạy có vài ngày, còn tiểu sư huynh đi theo sư phụ 10 năm rồi, không thể vơ đũa cả nắm, cảnh giới nhân sinh của tiểu sư huynh hoàn toàn không giống với chúng ta. Mạnh Văn Cương rất kính trọng Tần Lâm, tin tưởng vào năng lực dạy dỗ của sư phụ. Nhưng lời nói của trợ lý cũng khiến ông ấy có chút hoài nghi. Tiểu sư huynh chắc sẽ có chút bản lĩnh không giống với người bình thường chứ. Tần Lâm và những người khác nhanh chóng đến nhà ga phía bắc tỉnh lỵ. Đây là ga xe lửa cũ của tỉnh lỵ, sau khi đưa tàu cao tốc vào sử dụng thì rất ít người đến nơi đây, có thể gọi là một ga xe lửa bỏ hoang, chỉ có chuyến xe đặc biệt mới đi qua nơi đây. Lãnh đạo Tôn, Vương Kim Hải, Mạnh Văn Cương và những người khác vừa đến cả ga xe lửa lập tức ra giới nghiêm, mọi người đi đến chỗ lan can, Vương Kim Hải nói. Anh Xà rất thông minh, hắn đã bao một chiếc xe lửa màu xanh, chuẩn bị trốn từ ga phía bắc này. Ga phía bắc chỉ là một ga xe lửa sắp bỏ hoang, vé xe hay thiết bị đều không được đầy đủ, anh Xà làm ra chuyện này là biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị bắt. Cho nên không ngồi máy bay hay tàu cao tốc mà bao luôn cả một chiếc xe lửa màu xanh, chuẩn bị tẩu thoát. Mọi người nhìn thanh chắn thô sơ, nếu xe lửa đâm vào thì bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Thủ trưởng, hay là chúng ta lái xe qua đó chặn giữa đường đi của bọn chúng? Tần Lâm lắc đầu, không cần. Thấy Tần Lâm từ chối, Vương Kim Hải chau mày, nghĩ cách khác. Chặn một chiếc xe lửa đối với Vương Kim Hải không phải chuyện gì khó. Dù gì Vương Kim Hải còn chế tạo ra được cả trực thăng vũ trang, một chiếc xe lửa còn con thì là cái gì chứ? Nhưng vấn đề là thời gian quá ít, bây giờ chỉ còn vài phút nữa là xe lửa đi qua, ông ấy vốn không có đủ thời gian để bố trí. Thư ký Lưu im lặng suy nghĩ, chiếc xe lửa màu xanh này tuy tốc độ không nhanh bằng tàu cao tốc, nhưng dù gì cũng là xe lửa bằng sắt, lan can bình thường thì không cản nổi, cho dù là dùng xe hơi cũng chưa chắc đã chặn được. Thế này đi. Chúng ta thay đổi hướng đường ray, khiến tàu hỏa không thể chạy theo đúng tuyến đường bình thường, sau đó tiếp tục đến ga tiếp theo bố trí. Tần Lâm vẫn lắc đầu, không cần. Thư ký Lưu có chút không vui. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy anh nói một cách xem nào. Thư ký Lưu vô cùng bất mãn với Tần Lâm. Lãnh đạo Tôn, Vương Kim Hải, Mạnh Văn Cương là người như thế nào chứ? Là người anh muốn gọi đến là đến đi là đi sao? Đi sớm về muộn để giúp đỡ anh, còn anh đứng đây chẳng làm cái gì cả, còn làm vẻ như đại gia. Có bản lĩnh thì đừng nhờ thủ trưởng giúp nữa. Vương Kim Hải chau mày, Tiểu Lưu, không được vô lễ. Thư ký Lưu hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng, tôi nói thật, bây giờ mọi người đều đang cố gắng giúp anh ta, nhưng thủ trưởng xem anh ta có thái độ gì kìa. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, bản thân còn không nghĩ cách. Tần Lâm quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn thư ký Lưu một cái, nói. Tôi tự có cách, không cần ông giúp. Một câu nói của Tần Lâm khiến không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Tôn Kiến Dân cũng im lặng không lên tiếng. Thật ra Tôn Kiến Dân cũng đã từng có cách nghĩ như Mạnh Văn Cương lúc trên xe.
10 năm rồi không gặp tiểu sư huynh, cũng không biết tiểu sư huynh có luôn bên cạnh sư phụ hay không. Khoảng thời gian anh trở về, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương cũng giúp đỡ rất nhiều, toàn dựa vào quan hệ của bọn họ để chèn ép các gia tộc lớn khác. Nhưng hình như Tần Lâm chưa bao giờ tự mình ra tay, cũng chưa bao giờ thể hiện điểm lợi hại của bản thân. Mắt nhìn người của sư phụ không thể sai, đi theo sư phụ 10 năm, làm gì lại không có chút bản lĩnh nào. Nếu anh nói không cần giúp đỡ thì Tôn Kiến Dân cũng sẽ không làm gì cả, ông ấy cũng muốn xem, 10 năm nay tiểu sư huynh đi theo sư phụ đã học được những gì. Nếu Tần Lâm dám lừa ông ấy thì Tôn Kiến Dân tuyệt đối không nương tay với anh. Tất cả mọi người đều dừng lại, không ai nói chuyện, mọi người đều yên lặng chờ đợi, anh cũng có tính toán riêng trong lòng. Vương Kim Hải cũng có ý nghĩ như vậy, hành động ngày hôm nay của tiểu sư huynh giống như đang thể hiện uy danh. Ông ấy cũng muốn mở mang tầm mắt xem bản lĩnh thật sự của tiểu sư huynh là gì. Sau khi quay trở lại Đông Hải chưa từng thấy tiểu sư huynh ra tay. Sư phụ Diệp Hiên Viên có thể nhảy xuống từ độ cao 100 mét, Tần Lâm theo học 10 năm chắc sẽ phải lợi hại hơn chứ. Vương Kim Hải là người duy nhất học được một chút công phu của Diệp Hiên Viên, dù chỉ là chút tài lẻ nhỏ, nhưng cũng lừng lẫy trong quân đội trở thành người xuất sắc trong số những sư huynh đệ. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1, 2, 3, 4. Bằng 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 bằng. Ông ta muốn mở rộng tầm mắt xem tiểu sư huynh theo sư phụ học 10 năm thì sẽ mạnh đến mức nào. Nhìn thấy đám cấp dưới của mấy người có tiền có quyền kia dám nghi ngờ năng lực của Tần Lâm, Đoàn Bảo Đông và những người khác tỏ vẻ khôi hài. Bọn họ đã từng nhìn thấy Tần Lâm ra tay rồi, ban đầu là tay không bổ cưa điện, tay không kéo két sắt và dùng đũa gắp đạn nữa, mấy màn đó đều là những điều kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương tận mắt nhìn thấy, sức mạnh của Tần Lâm còn phải nghi ngờ sao? Tần Lâm còn chẳng thèm để ý bọn họ suy nghĩ gì nữa kìa. Tu! Một tiếng tu tu dài, chiếc xe lửa chạy nhanh đến. Nhìn thấy chiếc xe lửa sắp phi vào lan can nhưng không hề có ý định giảm tốc độ, mọi người đều chau mày. Tiểu sư huynh, Tôn Kiến Dân kêu lên một tiếng, tỏ ý nhắc nhở, nhưng Tần Lâm không hề nhúc nhích, cũng không ra lệnh. Tôn Kiến Dân, Vương Kim Hải và những người khác chau mày, chẳng lẽ tiểu sư huynh thật sự là một kẻ vô dụng? Hay nói cách khác là 10 năm nay anh vốn không ở bên cạnh sư phụ? Nếu không nhìn thấy bản lĩnh thật của Tần Lâm, thái độ của bọn họ còn có thể châm trước. Tiểu sư huynh có bản lĩnh thật đáng được tôn kính, nếu đi theo sư phụ 10 năm mà chẳng biết cái gì thì người như vậy không đáng được bọn họ tôn kính như vậy. Xe lửa ngày càng gần, Tần Lâm đột nhiên vươn người nhảy vào trong đường ray, đối mặt với xe lửa, đứng chắp tay. Vương Kim Hải và những người khác biến sắc, vội vàng nói, tiểu sư huynh, đừng đùa nữa, mau lên đây đi. Mạnh Văn Cương cũng chau mày, đúng đấy tiểu sư huynh. Tên anh xà đó mà đã chuẩn bị trốn thoát thì sẽ vô cùng ngông cuồng, cho dù nhìn thấy người trước mặt cũng sẽ không dừng lại, tiểu sư huynh làm vậy cũng chỉ chết uổng thôi. Hành động của Tần Lâm khiến mọi người vô cùng khó hiểu, thư ký Lưu và trợ lý của Mạnh Văn Cương lại càng khịt mũi khinh bỉ. Làm cái gì vậy, lấy trứng chọi đá sao? Đối phương là anh xà đấy, trước đây hắn cũng lừng lẫy ở tỉnh lỵ, bây giờ hắn muốn vượt rào thì cản được có tác dụng sao? Uổng công mấy vị lão đại luôn miệng nói Tần Lâm là nhân vật tầm cỡ, vô cùng tôn kính anh, mà năng lực của anh chỉ có vậy. Anh trở về Đông Hải, nói là 10 năm quay lại trả thù, nhưng thực tế là dựa dẫm vào mối quan hệ với mấy vị lão đại còn gì. Nếu Tôn Kiến Dân, Chủ tịch Mạnh và Vương Kim Hải không chịu giúp anh thì không phải anh đã trở thành người vô dụng rồi sao? Đúng là giang hồ bịp bợm, thật nực cười mà. Bây giờ chắc hẳn ba vị lão đại cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của anh rồi, chẳng cần phải đối xử cung kính với một tên lừa đảo như vậy nữa. Ba người Vương Kim Hải, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đưa mắt nhìn nhau rồi chau mày lại, trong ánh mắt lộ ra một chút hoài nghi. Chẳng lẽ bọn họ đều bị lừa sao? Hay là họ đã nhìn lầm rồi? Tần Lâm vốn là một kẻ tệ hại, luôn chơi bọn họ. Tần Lâm đứng giữa đường ray xe lửa, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt từ từ nhắm lại. Mắt liền mũi, mũi liền tim. Hít vào thở ra. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1, 2, 3, 4.
bằng 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 bằng. Cỏ cây xung quanh cũng hơi rung động theo từng hơi thở. Giống như hít một hơi là cả thế giới bỗng yên lặng lại. Gió thổi mây bay. Rừng cây hoang vắng xung quanh dường như cũng yên tĩnh theo nhịp thở của Tần Lâm, lá trên cây cũng hô hấp với cùng tần số, lay động trong gió. Mỗi một động tác đều ẩn chứa một năng lực vô tận, một đạo lý trong cuộc sống. Cuối cùng, tiếng tu tu càng ngày càng gần, một điểm đen nhỏ bé ngày càng lớn dần. 1000 mét, 100 mét. Chớp mắt một cái tàu lửa đã tới. Một chiếc tàu cũ nát chạy nhanh đến, đem theo cơn cuồng phong gào thét, không có bất cứ dấu hiệu giảm tốc nào. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ muốn gọi Tần Lâm lại nhưng không cất thành tiếng được bởi đã không kịp nữa rồi. Còn tưởng Tần Lâm là nhân vật có bản lĩnh như thế nào chứ, không ngờ đến ngày hôm nay lại chết uổng như thế này. Ba người Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân và Vương Kim Hải mặt tái mét, cũng có cảm giác bản thân bị lừa. Giây tiếp theo, tàu hỏa phi như tên bắn đến, chỉ nhìn thấy Tần Lâm đột nhiên mở mắt ra, đạp chân phải một cái, cơ thể trầm xuống. Giơ tay phải lên, mạnh mẽ hét lên một tiếng. Tay đẩy một chưởng. Bịch. Một tiếng nổ lớn làm mọi người đinh tai nhức óc, ai cũng cảm nhận được một luồng không khí toát ra từ chỗ Tần Lâm, không tự chủ lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã, trong tai vẫn còn tiếng ong ong, không nghe rõ cái gì cả, cổ họng có chút ngọt, lồng ngực hơi bí bách. Mặc dù cơ thể vô cùng khó chịu nhưng trong lúc trước mắt mọi người là cát bụi mù mịt, cảnh tượng trước mặt vẫn thực sự khiến mọi người chấn động đến mức không có cách nào hình dung được. Tàu hỏa bị một chưởng của Tần Lâm chặn đứng lại. Nhìn thấy cảnh trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc. Mấy chục giây sau vẫn không có bất cứ phản ứng nào, sau đó, dùng mình một cái. Một chưởng có thể chặn tàu hỏa. Đây còn là con người sao? Không ai có thể tưởng tượng được, thân hình có chút gầy gò của Tần Lâm lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Một chưởng kinh hồn của Tần Lâm đã khiến cho đầu chiếc xe lửa lõm xuống một mảng sâu, tất cả kính ở đầu xe lửa đều bị Tần Lâm làm vỡ. Người lái tàu ngồi ở đầu xe cũng hôn mê bất tỉnh. Luồng không khí từ một chưởng của anh thậm chí còn khiến toàn bộ cây cỏ xung quanh đổ rạp. Bây giờ thì không ai dám nghi ngờ năng lực của Tần Lâm nữa. Mắt thấy tai nghe, loại chấn động này đúng là không thể miêu tả được. Tất cả những ánh mắt hướng về Tần Lâm lúc này đều vô cùng kính sợ. Còn nghi ngờ năng lực của Tần Lâm nữa sao? Còn cảm thấy Tần Lâm là đồ vô dụng nữa không? Dựa vào quan hệ với bọn họ. Một chưởng như vậy có thể chặn đứng tàu hỏa cũng có thể làm mọi người kinh hãi. Bây giờ Vương Kim Hải, Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân đang cảm thấy vô cùng hối hận, vừa rồi đúng là không nên nghi ngờ tiểu sư huynh. May mà vẫn chưa có biểu hiện gì vô lễ, không thì mối quan hệ tốt đẹp đã tan thành mây khói hết rồi. Đây mới là đồ đệ thân truyền của sư phụ, luyện được một thân võ công tuyệt thế của người. Một chưởng này đến cả tàu hỏa còn chặn đứng được. Người bình thường liệu có thể là đối thủ của anh không? Tần Lâm chậm rãi thu tay về, trên xe phát ra tiếng kêu két két, vốn chiếc đầu tàu hỏa đã cũ nát rồi, bây giờ thì hoàn toàn hư hỏng. Bây giờ Vương Kim Hải mới định thần lại, vội ra lệnh. Mau mở cửa tàu ra. Có mấy người kéo cửa xe lửa đã bị hỏng ra, lôi anh xà đang hấp hối ra khỏi xe. Cú va chạm mạnh vừa rồi suýt nữa thì lấy cái mạng già của anh xà, may mà hắn vẫn chưa chết. Anh xà vẫn chưa hoàn hồn, bị lôi ra như một con chó, ngồi co quắp trên mặt đất, trán, đầu gối và mặt toàn là máu. Tần Lâm thấy cá đã lọt lưới nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Thích chạy lắm sao? Nói rồi, Tần Lâm giơ chân lên đạp mạnh vào đầu gối của anh xà. Rắc rắc! A! À, anh xà vẫn còn đang hấp hối, bị một đạp của Tần Lâm liền gào lên, cơn đau lan ra toàn thân, cú đạp này của Tần Lâm giống như lấy đi nửa cái mạng của hắn vậy. Anh xà mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, trong ánh mắt lộ ra chút hoảng sợ. Mày là ai? Tần Lâm cười lạnh, mày tìm tao lâu như vậy mà không biết tao là ai sao? Anh xà ngây người, sau đó vẻ mặt trở nên dữ dằn. Mày là Tần Đại Sư. Tần Lâm cười nhạt, mày cũng khôn đấy. Lôi Hồng đứng dậy, chau mày lạnh lùng nói. Hồng xà, ông muốn chết sao, dám có ý đồ với Tần Đại Sư? Trước đây Hồng Xà và Lôi Hồng có quen nhau, lúc đầu hai người có địa vị ngang bằng nhau, sau này Lôi Hồng mới dần dần phất lên,
có địa vị cao hơn hắn một chút. Nhưng trong lòng Hồng Xà vẫn luôn không phục Lôi Hồng, nói chuyện với cô ấy cũng chẳng khách sao gì cả. Con khốn, đến lượt mày phải dạy tao à? Nếu anh Cao không chết thì mày là cái chó gì? Thuộc hạ của Cao Thâm chắc chắn không tôn trọng Lôi Hồng, lúc Cao Thâm vẫn còn sống, Lôi Hồng cũng phải khiêm nhường. Lôi Hồng nói, thắng làm vua thua làm giặc, Cao Thâm đã chết rồi, bây giờ anh điên dại như thế này cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng về ở ẩn, tránh xa chuyện đời. Hồng Xà cắn răng, nhìn Tần Lâm lạnh lùng nói. Chưa báo thù cho anh rể, sao tao có thể đi? Hôm nay không thể báo thù, mà lại nằm trong tay mày, tao nhận thua, họ Tần kia, mày có khí phách đấy. Hồng Xà vừa dứt lời, Lôi Hồng liền biến sắc, nhìn về phía Tần Lâm, vẻ mắt không thể tin nổi. Cậu là người giết Cao Thâm. Lôi Hồng biết cái chết của Cao Thâm, nhưng không biết là do ai giết. Cái chết của Cao Thâm rất quan trọng đối với Lôi Hồng. Bây giờ cô ấy có thể một bước lên trời cũng là nhờ cái chết của anh Thâm. Nhưng Lôi Hồng không thể ngờ rằng, chính Tần Lâm là người giết Cao Thâm. Đoàn Bảo Đông đi đến trước mặt Lôi Hồng, cười nói. Cậu Tần đây còn có thể dùng một trưởng chặn tàu hỏa thì Cao Thâm đương nhiên không thành vấn đề. Ánh mắt Lôi Hồng chợt lóe lên, càng thêm phần kính nể Tần Lâm. Cậu Tần đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tần Lâm nhặt con dao dưới đất lên, ném xuống trước mặt Hồng Xà. Tự xử đi. Tên Hồng Xà này cũng được coi là kẻ trung thành nên Tần Lâm cho hắn một cơ hội tự sát, đám người Đoàn Bảo Đông cũng đều là người trong giang hồ, làm quá cũng không tốt. Hồng Xà nhặt con dao dưới đất lên, do dự một lát rồi đột nhiên đạp chân, xông về phía Tần Lâm. Con dao đâm thẳng về phía ngực của Tần Lâm. Thời cơ bây giờ quá tốt, lại thêm góc độ, động tác, dường như đây là một cuộc ám sát hoàn mỹ. Vẻ mặt Lôi Hồng thay đổi, vội vàng hét lên. Cậu Tần. Những người khác cũng sửng sốt, Hồng Xà không phải người thường, cú đâm với cự ly gần như vậy thì căn bản là không còn cơ hội sống sót. Tần Lâm còn quá trẻ, không chỉ trẻ mà còn quá tự tin, có chút thái quá. Với tình hình này thì nên giết chết Hồng Xà luôn, làm gì để cho hắn còn cơ hội phản đòn. Tưởng như trong phim sao, đưa cho hắn con dao là hắn tự sát luôn chắc. Lúc Hồng Xà xông tới, mọi người đều thót tim. Khoảng cách giữa bọn họ không đủ để làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con dao đâm thẳng vào Tần Lâm. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau làm mọi người ngây ngốc. Chuyện quái gì vậy? Lần phản đòn này Hồng Xà dùng sức mạnh lớn nhất của mình, ra sức đâm một nhát. Nhưng con dao cứng rắn đâm vào ngực Tần Lâm chẳng để lại vết tích gì. Mà ngược lại con dao găm còn bị gãy vụn. Có thể thấy Tần Lâm không hề mặc thứ quần áo phòng hộ này, chỉ là một chiếc áo sơ mi mỏng. Nhưng tiếng kim loại va vào nhau vừa rồi lại rất rõ ràng, rất giống như con dao đâm vào bức tường sắt vậy. Vương Kim Hải ở bên cạnh đột nhiên co đồng tử lại, trợn tròn mắt. Đao kiếm không thể đâm. Không ngờ sức mạnh của tiểu sư huynh đến đạt tới cảnh giới này rồi. Đao kiếm bình thường đều không thể làm hại đến anh. Chẳng trách vừa rồi anh lại cả gan dám vứt con dao găm cho Hồng Xà, thì ra là đã có tính toán từ trước. Cho dù Hồng Xà có ra tay với anh thì hắn cũng không thể làm tổn thương Tần Lâm một chút nào. Hồng Xà cảm nhận được cơn đau phản ngược lại, nhìn thấy con dao găm bị gãy hắn thật sự hoang mang. Nhìn Tần Lâm với vẻ mặt không thể tin được. Tần Lâm cười lạnh, cho mày cơ hội mà mày không biết dùng. Nói xong, Tần Lâm bóp cổ Hồng Xà, dùng một tay nhấc hắn lên, đi đến phòng đốt lò của tàu hỏa, mở nồi hơi, nhét hắn vào bên trong. Cửa nồi hơi vô cùng nhỏ. Một người đàn ông trưởng thành căn bản không thể chui vào được, nhưng với sức mạnh của Tần Lâm thì anh vẫn dứt khoát nhét Hồng Xà vào trong thiêu cháy hắn. Sau đó Tần Lâm nhanh chóng bước vào tàu hỏa, nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao bị trói tay đang hôn mê, anh liền vội vàng bế cô ấy lên rồi rời khỏi nơi đây. Sau khi Tần Lâm đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Vương Kim Hải quay đầu lại nhìn đám đông, lạnh lùng nói. Mọi người thấy sức mạnh của tiểu sư huynh rồi chứ? Chúng ta không nên nghi ngờ tiểu sư huynh, hy vọng sẽ không có lần sau. Vương Hải Kim nói xong, Tôn Kiến Dân và Mạnh Văn Cương đều cúi đầu, vô cùng xấu hổ, đúng là không nên nghi ngờ tiểu sư huynh, may mà vừa rồi không thể hiện ra vẻ nghi ngờ hoặc khó chịu gì cả, không thì tình cảm tốt đẹp xây dựng bấy lâu nay tàn thành mây khói rồi. Sau khi về nhà dì hai, Tần Lâm bắt mạch cho Lâm Nguyệt Giao, may là không có chuyện gì, chỉ là bị hoảng sợ một chút sau đó ngất đi thôi. Để cô ấy nằm ở đây nghỉ ngơi một lát,
Tần Lâm đâm hai cây kim bạc lên trán, sau đó Lâm Nguyệt Giao từ từ tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao hơi kỳ lạ, nhìn thấy Tần Lâm cũng đã yên tâm hơn nhiều, biết bản thân đã được cứu rồi. Mở lời hỏi, Tần Đại Sư đâu? Chuyện đầu tiên sau khi Lâm Nguyệt Giao tỉnh lại là hỏi Tần Đại Sư, xem ra rất để tâm đến Tần Đại Sư. Tần Lâm nói, chẳng phải anh chính là Tần Đại Sư hay sao? Lâm Nguyệt Giao tức giận lườm anh một cái, anh biết em đang nói đến ai sao? Bây giờ giữa Lâm Nguyệt Giao và Tần Lâm cũng chẳng còn khúc mắc gì nữa, quan hệ của hai người cũng lên một tầm cao mới, trở thành anh em bình thường, tình cảm cũng tốt hơn. Cho nên Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng giấu giếm Tần Lâm cái gì, cô ấy rất quan tâm đến Tần Đại Sư, hy vọng Tần Đại Sư có thể bình an vô sự. Lúc trước anh xà muốn dùng Lâm Nguyệt Giao để uy hiếp Tần Đại Sư, cô ấy sợ nhất là liên lụy đến người khác nên ngay sau khi tỉnh lại đã hỏi Tần Đại Sư như thế nào rồi. Tần Lâm cũng không còn gì để nói, bây giờ anh vẫn hơi khó giải thích, Lâm Nguyệt Giao đúng là quá để ý Tần Đại Sư rồi, cho nên đến bây giờ Tần Lâm vẫn không thể thừa nhận được. Cho dù có biết Tần Lâm thật sự là Tần Đại Sư e là cô ấy vẫn không tin, không thể chấp nhận sự thật này. Cho nên Tần Lâm nghĩ một lát rồi quyết định không nói. Ở hiện trường không thấy người khác, tàu hỏa bị chật đường ray, em không sao, tên anh xà thì chết rồi. Lâm Nguyệt Giao thở dài, nằm trên giường, trong lòng có chút khó chịu. Lại không thể gặp được Tần Đại Sư, rõ ràng là gần trong gang tấc rồi mà cuối cùng vẫn không có cơ hội để gặp. Lúc đầu ở bệnh viện, cô ấy chỉ là một bác sĩ bình thường, Tần Đại Sư quan tâm tới cô ấy như vậy. Phó viện trưởng hay viện trưởng cũng đều chiếu cố cô ấy, vậy mà bây giờ Tần Đại Sư đã không liên lạc với cô từ lâu lắm rồi. Lâm Nguyệt Giao lại thở dài, có thể Tần Đại Sư đã hết hứng thú với cô ấy rồi. Hai người ở nhà chẳng làm gì, Lâm Nguyệt Giao mở TV lên, đúng lúc chiếu tin tức giải trí. Bình thường Tần Lâm không chú ý đến mấy tin tức giải trí, anh cũng không theo đuổi thần tượng gì cả, anh chẳng biết mấy người trong giới giải trí, mà anh cũng chẳng quan tâm tới họ. Nhưng bây giờ có quen biết Tô Văn Kỳ, thỉnh thoảng cũng xem qua vài tin tức. Đúng lúc, mẩu tin này lại thu hút được sự chú ý của Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao. Đúng là tin tức liên quan đến Tô Văn Kỳ. Đêm nay là ngày mà thiên hậu Tô Văn Kỳ hiến tủy cho cô bé Miu Miu, nhưng bây giờ cách thời gian phẫu thuật chưa đến một tiếng vẫn không thể liên hệ với Tô Văn Kỳ. Người đại diện, bạn bè đều không thể liên lạc với cô ấy, chúng tôi nghi ngờ Tô Văn Kỳ có hành vi lừa đảo. Có người đã tiết lộ, hành động hiến tủy lần này vốn là lừa đảo, Tô Văn Kỳ thật ra không muốn hiến tủy, chỉ muốn tạo scandal để thu hút giới truyền thông mà thôi. Loại lừa đảo này đúng là vô liêm sỉ, đáng bị toàn xã hội lên án. Mặc dù Tô Văn Kỳ chưa có câu trả lời chính thức nhưng không liên lạc được đã nói lên vấn đề lớn nhất. Bình thường vẫn liên lạc được, đến thời khắc quan trọng lại xảy ra vấn đề, bé gái còn đang nằm trên bàn phẫu thuật chờ Tô Văn Kỳ hiến tủy. Kết quả là cô ấy lại chơi trò biến mất. Đợi cô bé thật sự xảy ra chuyện không may gì cô ấy mới xuất hiện, viện một lý do nào đó để lấp liếm cho qua, loại chuyện này khán giả không thể nào chấp nhận được. Mạng sống của cô bé là số một. Tuyệt đối không thể dùng nỗi đau khổ của người khác để làm màu cho bản thân. Tần Lâm nhìn thấy mẩu tin này liền chau mày, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Văn Kỳ những bên kia lại tắt máy. Anh có chút lo lắng. Tô Văn Kỳ là ngôi sao lớn, ngang tầm với cả Chu Cách. Chỉ có điều không có thế lực đằng sau mạnh như Chu Cách thôi, đứng trên sân khấu tầm ảnh hưởng cũng lợi hại như nhau. Cho nên, Tô Văn Kỳ chẳng cần phải dùng cách này để đánh bóng tên tuổi, hơn nữa trong ấn tượng của Tần Lâm Tô Văn Kỳ không phải người như vậy. Đương nhiên, còn có một tình huống khác, đó chính là bọn họ đang sao tác, Tô Văn Kỳ sẽ xuất hiện sau cùng rồi sẽ đi cứu cô gái nhỏ đó. Có như vậy mới làm tăng độ hot, vấn đề cũng sẽ được giải quyết và không để lại hậu quả xấu, công chúng cũng sẽ tha thứ cho cô ấy. Chỉ là Tần Lâm cảm thấy, dùng thân phận cô gái nhỏ để sao tác không phải là cách làm của Tô Văn Kỳ. Ghép tủy cho bệnh bạch cầu là một cuộc chạy đua với thời gian, phải càng sớm càng tốt, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì Hoa Đà có sống lại cũng sẽ không thể cứu nổi. Điều quan trọng nhất là ghép tủy cũng giống như hiến máu, không có hại và cũng không cần phải tránh né. Lâm Nguyệt Giao cũng có hơi lo lắng, khi nhìn thấy điện thoại Tần Lâm không có kết nối, cô liền hỏi. Anh, Tô Văn Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Tần Lâm gật đầu, nhưng anh cũng nghi ngờ điều này. Tần Lâm ngay lập tức gọi điện cho Đoàn Bảo Đông.
Tô Văn Kỳ mất tích rồi, mau gọi người đi tìm, thông báo cho cả Lôi Hồng nữa. Vâng, cậu Tần. Ngoài Đoàn Bảo Đông, Tần Lâm cũng thông báo cho Vương Kim Hải biết. Một quan và một tư cùng nhau điều tra, chắc hẳn sẽ sớm có kết quả thôi. Đoàn Bảo Đông có nhiều thuộc hạ là đám côn đồ, bọn họ nắm được rất nhiều thông tin, đôi khi còn giỏi hơn những tay săn ảnh đó nữa. Cộng thêm việc Vương Kim Hải điều động quân lực, cho nên tin tức được lan truyền nhanh chóng. Khoảng 10 phút sau, tin tức lại truyền đến, sau khi được hai bên thông báo lại thì Tần Lâm cũng đã hiểu biết được sơ bộ. Vài ngày trước, Tô Văn Kỳ có tham gia một bữa tiệc mừng của buổi hòa nhạc, lúc đó người tổ chức đã bảo Tô Văn Kỳ mời một khách mời nam tên Kim Sơn Phong, là ca sĩ nước ngoài. Anh ta vô cùng nổi tiếng ở nước hát, có thể được coi là bậc thiên vương, anh ta biết rằng thị trường hoa hạ rất lớn, vậy nên mới đến đây để kiếm tiền. Vừa hay cả hai đang hợp tác vô cùng ăn ý, lần này bọn họ đã hát chung một ca khúc ở buổi hòa nhạc, khiến đám đông sôi sục, nhiệt tình hưởng ứng. Tại buổi hòa nhạc, Kim Sơn Phong muốn hôn Tô Văn Kỳ nhưng lại bị từ chối, sau khi xuống sân khấu cả hai cũng chẳng còn vui vẻ nữa, Kim Sơn Phong cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, anh ta cho rằng Tô Văn Kỳ không nể mặt mình chút nào. Sau khi hai bên xảy ra một cuộc cãi vã lớn, Kim Sơn Phong đã ôm hận trong lòng, cho nên anh ta mới liên tục chuốc rượu Tô Văn Kỳ vào đêm đó. Không chỉ Kim Sơn Phong, mà các nhà đầu tư và quảng cáo khác cũng thay nhau mời rượu. Tô Văn Kỳ tức đến mức ném ly rượu xuống đất, sau đó rời khỏi. Sau khi Tô Văn Kỳ đi ra ngoài, Kim Sơn Phong liền phái vài người đi theo để bắt Tô Văn Kỳ lại. Đương nhiên, vì đang ở đất Đông Hải, cho nên bọn họ vẫn không dám động vào Tô Văn Kỳ. Các nhà đầu tư và quảng cáo khác cũng hiểu rằng Tô Văn Kỳ không phải là một cô gái nhỏ mới vào nghề, mà là một thiên hậu, mà hậu quả khi động vào thiên hậu cũng khá là nghiêm trọng. Vì vậy bọn họ chỉ cần trừng phạt Tô Văn Kỳ mà thôi, để cho cô biết mùi bị cản trở là gì. Bọn họ biết rằng Tô Văn Kỳ sẽ đi hiến tủy vào ngày hôm nay, vì vậy đã cố tình giam lỏng cô lại, đợi đến khi thời gian hiến tủy qua đi mới thả Tô Văn Kỳ ra ngoài. Mặc dù không đến mức hủy hoại danh tiếng, nhưng cũng có thể làm tổn thất danh dự của Tô Văn Kỳ. Tần Lâm cau mày, giới giải trí thật sự đáng kinh tởm. Trong vòng 5 phút, tôi muốn vị trí của Kim Sơn Phong. Lâm Nguyệt Giao ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Người anh họ này có nhiều mối quan hệ như thế từ khi nào vậy? Vị trí của Tô Văn Kỳ sao nói tìm là có thể tìm được chứ? Người ta là minh tinh tuyến một đó, bình thường đám săn ảnh còn phải tìm rất khó khăn, huống chi là người thường. Cộng thêm việc hôm nay Tô Văn Kỳ bị bắt đi và bị khống chế hành tung, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào để cho người khác dễ dàng phát hiện được. Nếu Tần Lâm thật sự có thể dò la được vị trí của Tô Văn Kỳ thì mấy mối quan hệ của anh thật sự đáng gờm đấy. Tần Lâm phớt lờ sự ngạc nhiên của Lâm Nguyệt Giao, sau khi nói mấy câu với cô, anh liền rời khỏi nhà dì hai và đến một khách sạn tên Venice. Đây là định vị Vương Kim Hải gửi cho anh, đó là một khách sạn 5 sao ở ngoại ô Đông Hải. Tần Lâm đến dưới chân khách sạn, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc to lớn, nhưng anh không trực tiếp đi vào, để tránh tiếp xúc với những việc xảy ra bên trong. Sợ sẽ mất dây động rừng. Thay vào đó, anh trực tiếp leo lên. Tần Lâm dùng tay không nắm lấy tấm điều hòa ngoài cửa sổ, leo lên một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, hệt như một con thằn lằn vậy. Lúc này, trong căn phòng lớn trên tầng 33 cao nhất của khách sạn Venice, có một vài người đàn ông đang cầm vũ khí trên tay, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Diện tích phòng khách không quá to, bốn người đứng đó canh gác nên hầu như không có góc chết. Bốn người này vô cùng cao lớn và mạnh mẽ, có thể thấy rõ những đường gân máu trên cánh tay bọn họ, vừa nhìn liền biết là người học võ. Trong phòng ngủ, có một nam một nữ, người phụ nữ chính là Tô Văn Kỳ, còn người đàn ông tên Thân Tử Long. Thân Tử Long này là vệ sĩ riêng của Tô Văn Kỳ, lương của ông ta là vài triệu một năm, ông ta cũng đã nhiều lần giải cứu cho Tô Văn Kỳ. Thân Tử Long là một người lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu, từng làm vệ sĩ riêng cho các nguyên thủ quốc gia. Sau đó ông bị đạn bắn vào tay, vì ảnh hưởng lần đó nên ông đã nghỉ hưu và vẫn luôn làm trợ lý và vệ sĩ cho Tô Văn Kỳ. Thân Tử Long này vô cùng lợi hại, không những võ công cao cường mà đầu óc còn rất nhạy bén. Cho dù Tần Lâm và Tô Văn Kỳ quen biết nhau lâu như vậy, nhưng anh cũng mới chỉ gặp Thân Tử Long một hai lần mà thôi, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt, nên mới nghĩ ông ta chỉ là một vệ sĩ bình thường. Những vệ sĩ riêng chính là lợi hại ở chỗ đấy.
không ai có thể nhận ra được họ trong đám đông. Tử Long, điện thoại ông có gọi được không? Tô Văn Kỳ hỏi. Thân Tử Long lắc đầu, không gọi được, điện thoại của tôi cũng không ở đây, điện thoại cố định thì đã bị cắt rồi, hiện tại không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Thân Tử Long cầm súng trong tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Còn một viên đạn, ai vào đây thì tôi sẽ xử luôn người đó, nếu không xử được ai thì tôi sẽ giải quyết luôn cô, để tránh phải mang nhục. Tô Văn Kỳ gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, có thể khiến Thân Tử Long nói ra như thế, xem ra tình hình hiện tại của bọn họ cũng khá bấp bênh rồi. Cô thà chết chứ không chịu bị sỉ nhục, có Thân Tử Long ở bên cạnh, nên cô cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Vốn dĩ hôm nay đang có một bữa tiệc mừng vui vẻ, nhưng không ngờ Kim Sơn Phong lại dùng bạo lực với cô. Một ca sĩ ở nước hát lại dám làm ra điều ngông cuồng ở Hoa Hạ như vậy, quả thực khiến cô không thể nào ngờ đến. Lúc này Kim Sơn Phong đang mặc vest đi qua đi lại ở ngoài phòng khách. Kim Sơn Phong đạp cửa mấy cái, nhưng cũng vô ích mà thôi, anh ta bắt đầu cởi cà vạt ra, dường như đã có chút bực bội. Bọn bây làm ăn kiểu gì vậy hả, tại sao lại không phá cửa? Mấy tên vệ sĩ cũng bất lực, anh Kim, đối phương là lính đặc công, trong tay còn có súng, nếu như chúng tôi tùy tiện xông vào sẽ bị bắn chết ngay. Mặc dù những người này là vệ sĩ, nhưng họ cũng không thể để mình chết một cách vô ích được. Nếu nói rằng hy sinh để bảo vệ chủ nhân thì vẫn còn giá trị, nhưng hiện tại là đang vì một người phụ nữ, bọn họ cũng không ngu đến mức tự mình liều mạng. Kim Sơn Phong tức đến mức ngồi trên sofa chửi mắng, đám vô dụng. Vài phút sau, một vệ sĩ từ cửa bước vào và nói. Anh Kim, tôi có một viên hơi cay. Nhìn thấy viên hơi cay này, hai mắt Kim Sơn Long đột nhiên sáng lên. Đồ tốt, có cái này rồi, không sợ bọn họ sẽ không chịu mò ra nữa. Một trong những tên vệ sĩ lấy viên hơi cay, mở chốt rồi đá qua cửa phòng ngủ vốn làm bằng gỗ thông thường, nên khi đạp xuống sẽ tạo ra lỗ hổng. Ở bên trong. Sắc mặt Thân Tử Long thay đổi rõ rệt, ông ta vội vàng lấy thân che cho Tô Văn Kỳ, sau đó cầm súng trên tay chuẩn bị động thủ. Kết quả, xèo, một tiếng, một viên đạn khói được ném từ ngoài vào. Sắc mặt Thân Tử Long thay đổi, ông ta nhanh chóng lấy viên hơi cay ném ngược lại. Đáng tiếc là bên ngoài đã sớm có chuẩn bị, bọn họ đã dùng gối chặn lại lỗ hổng lúc nãy, ngay lập tức làm ý tưởng của Thân Tử Long tiêu tan. Hơi cay có uy lực đến mức khiến người ta nhất thời không thể mở mắt ra được, ngay cả một người lính đặc công đã sớm có chuẩn bị như Thân Tử Long còn bị hơi cay làm cho ngạt thở, ngay lập tức nằm xuống đất và ho khan. Vài giây sau, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa ngay lập tức bật tung ra, bốn tên vệ sĩ ở bên ngoài cũng được huấn luyện đặc biệt nên vô cùng mạnh mẽ, bọn họ ngay lập tức có thể khống chế được Thân Tử Long. Ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Còn Tô Văn Kỳ chỉ là phụ nữ. Đương nhiên cô không thể nào có khả năng chống trả. Trong nháy mắt, cả hai đều bị đưa ra ngoài. Nhìn thấy Tô Văn Kỳ bị bắt, khuôn mặt Kim Sơn Phong lộ ra vẻ giễu cợt. Tô Văn Kỳ, nếu cô sớm như thế này thì có phải đã tốt hơn rồi không? Tại sao cứ phải động tay chân với tôi? Tô Văn Kỳ ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Kim Sơn Phong, anh dám động vào tôi sao? Dù sao thì Tô Văn Kỳ cũng là đại tỷ trong giới ca sĩ. Cho dù bây giờ bị khống chế nhưng vẫn vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, Tô Văn Kỳ có khí phách như vậy là vì trong giới ca sĩ ở Hoa Hạ cũng đâu có bao nhiêu người hơn cô ấy đâu chứ. Kim Sơn Phong cười khẩy, cô đang uy hiếp tôi à? Cô cho rằng tôi sẽ sợ ư? Tôi đến Hoa Hạ để phát triển chỉ để thêu hoa trên gấm mà thôi, nếu phát triển tốt thì tôi sẽ ở lại đây, còn không thì tôi sẽ về nước, cô muốn uy hiếp tôi sao? Lời nói của Kim Sơn Phong khiến cho sắc mặt Tô Văn Kỳ càng trở nên khó coi, anh ta nói cũng có lý, nếu là ca sĩ ở Hoa Hạ thì còn phải nể mặt Tô Văn Kỳ, dù gì cô cũng là thiên hậu, thực lực vô cùng lớn. Nhưng Kim Sơn Phong này lại là ca sĩ của nước hát, quả thực không thể dùng cách này được. Tô Văn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, Kim Sơn Phong, anh làm như vậy sẽ bị hủy hoại thanh danh đó. Kim Sơn Phong cười khẩy, hủy hoại thanh danh, nhưng sau đêm nay... Người thân bại danh liệt chính là cô đó. Nói xong, Kim Sơn Phong lập tức xông lên xé rách quần áo của Tô Văn Kỳ. Mấy tên bảo vệ ở cạnh đã đè Thân Tử Long xuống, khiến ông ta không thể động đậy được. Tô Văn Kỳ cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, móng tay cô cào lên cổ Kim Sơn Phong tạo thành những vết xước rỉ máu. Kim Sơn Phong lùi lại,
sờ vào cổ mình thấy toàn là máu, lập tức nổi điên lên. Con tiện nhân, cô muốn chết à? Bốp! Kim Sơn Phong tiến tới và tát vào mặt Tô Văn Kỳ. Kim Sơn Phong đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Con tiện nhân, còn dám phản kháng tôi sẽ giết chết cô. Nói xong, Kim Sơn Phong lại tiếp tục lao tới, không có một chút gì thương hoa tiếc ngọc, ngay lập tức động tay động chân. Sắc mặt Tô Văn Kỳ xám xịt như xác chết, cô không thể nào phản kháng được với một người đàn ông trưởng thành, những lần chống cự lúc nãy đã làm cho cô mất hết sức lực. Nếu cứ tiếp tục, sợ là đến cơ hội tự sát cô cũng không có. Ngay lúc Tô Văn Kỳ mặt mày đầy nước mắt vì tuyệt vọng, đột nhiên, vụt một tiếng. Bên tai như vang lên tiếng gió. Ngay sau đó, cơ thể Kim Sơn Phong đột nhiên bay ra ngoài, cả cánh tay và cơ thể anh ta hoàn toàn bị đóng vào tường. Nhờ có ánh sáng, nên mọi người dường như đều trông thấy một vệt sáng bạc vụt qua. Tô Văn Kỳ cũng bắt đầu hoa mắt, sau đó nhìn thấy Kim Sơn Phong bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì thấy Kim Sơn Phong đang dính chặt vào tường, trên khuỷu tay có một cây kim nhỏ màu bạc, xuyên qua cánh tay, đóng đinh anh ta vào tường. Mặt Kim Sơn Phong đầy vẻ đau đớn, không dám động đậy cánh tay, cả người bị dán chặt vào tường, giống hệt như bị điểm huyệt vậy. Kim bạc! Tô Văn Kỳ đột nhiên vui mừng, cô nhìn về hướng ánh sáng bạc vừa bay tới, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng ngủ đầy hơi cay, hệt như một vị cứu tinh vậy. Chính là Tần Lâm. Tô Văn Kỳ trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không ngờ được Tần Lâm sẽ xuất hiện. Sao anh lại đến được chứ? Bên ngoài là tầng 33 mà. Tay không trèo lên sao? Tô Văn Kỳ không thể ngừng tưởng tượng được. Mấy tên vệ sĩ sững sốt một lúc, bọn họ không ngờ lại có người xông vào từ bên ngoài. Bốn tên vệ sĩ, hai người đang trấn áp thân tử long, hai tên còn lại liền xông về phía Tần Lâm. Một người một đấm vào thẳng mặt Tần Lâm. Vụt vụt. Xong, sau khi hai cú đấm tiến đến, Tần Lâm liền mất dạng. Hai người đều sững ra một lúc, bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng gặp được ai lại nhanh đến như vậy. Ngay khi bọn họ kịp phản ứng lại thì Tần Lâm đã đứng ở đằng sau đó anh dùng hai tay bóp mạnh vào gáy của bọn họ. Rắc, một tiếng, hai người chết ngay tại chỗ. Sau đó, hai người còn lại đang trấn áp thân tử long đột nhiên đứng phát dậy. Hai chọi một đã không phải là đối thủ, đương nhiên hai chọi hai lại còn tệ hơn. Thân tử long cũng nhân cơ hội để ra tay, ông ta làm cho từng tên một phải đầu hàng. Vừa rồi thân tử long nằm trên mặt đất, nhưng vẫn thấy rõ ràng thân thủ của Tần Lâm vô cùng nhanh, nhanh đến mức ông ta không thể nào so bì được. Sau khi khống chế xong bốn tên vệ sĩ, Tô Văn Kỳ liền bắt đầu thút thít, ngay lập tức nhảy vào lòng Tần Lâm. Cô vòng tay qua cổ anh không chịu buông. Tần Lâm cảm thấy trong lòng nóng ran, cô gái này cũng thật sự đã bị dọa rồi, khóc rồi. Cho dù cô là một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới ca sĩ, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi sợ hãi khi gặp tình huống như thế này. Không sao rồi, có tôi ở đây, đừng sợ. Tô Văn Kỳ ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, ánh mắt trong như nước mùa thu, đột nhiên cô vòng tay qua cổ Tần Lâm, trực tiếp hôn lên môi anh. Hương vị ngọt ngào và êm dịu ập đến khiến cho Tần Lâm cũng trở tay không kịp. Thân tử long ở bên cạnh cũng quay mặt đi vì ngượng ngùng, giả vờ dọn dẹp hiện trường như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, mau đến bệnh viện thôi, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Tô Văn Kỳ cũng định thần lại, sau đó gật đầu, nghiêm nghị nói. Đúng vậy, tôi còn phải đi hiến tủy cho tiểu Miêu Miêu, mau lên. Tô Văn Kỳ vội vàng chạy xuống lầu, tìm đại một chiếc xe rồi cùng với Tần Lâm đi đến một bệnh viện tư nhân tên là Lợi Dân. Bệnh viện Lợi Dân này là một bệnh viện tư nhân, Miêu Miêu là một bệnh nhân bị bệnh bạch cầu, đã từng xuất hiện trên bản tin của đài truyền hình Trung ương. Sau khi tin tức được đăng tải, nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông, có một số người đã nhân cơ hội này để tài trợ cho Miêu Miêu. Bệnh viện Lợi Dân này là một trong số đó, mọi chi phí phẫu thuật của Miêu Miêu đều do bọn họ chịu, không cần phải tốn xu nào cả. Cũng chính vì chương trình này mà Tô Văn Kỳ đã may mắn được gặp gỡ tiểu Miêu Miêu. Trước cửa phòng mổ lúc này có một đôi nam nữ đang đứng, hai người đang ôm nhau khóc. Xung quanh có rất nhiều phóng viên đang phỏng vấn, tay cầm máy quay không ngừng ghi hình lại, bỗng có một người đàn ông đeo kính bước đến gần hai người và nói. Thật xin lỗi, tôi thay mặt công ty Tinh Ngu xin lỗi hai người, chúng tôi không ngờ rằng Tô Văn Kỳ lại là người như vậy,
dám dùng cách này để gian lận làm chiêu trò sao tác, đây là lỗi của công ty chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về tổn thất tài chính của hai người. Đây là một trong những người đại diện của Tô Văn Kỳ, Triệu Vinh. Bởi vì chuyện này không phải do chị Điền phụ trách, nên Triệu Vinh đã thay mặt Tô Văn Kỳ và công ty điện ảnh để nói chuyện với cánh truyền thông. Sau khi Tô Văn Kỳ xảy ra chuyện, Triệu Vinh đã đi xin lỗi khắp nơi và nói những lời dễ nghe, lúc nào cũng bảo là lỗi của anh ta, nhưng thực tế đều đang chỉ về phía Tô Văn Kỳ. Nếu trốn tránh hoàn toàn trách nhiệm thì sẽ hoàn toàn trong sạch. Hai vợ chồng nước mắt đầm đìa, mặt mày xám xịt, sau khi bọn họ biết tin nhưng vẫn không muốn tin. Không thể được, cô Tô đã nói với chúng tôi rất nhiều lần, cũng đã nói chuyện riêng với chúng tôi. Cô ấy không thể nào gian dối được, cậu mau liên lạc với cô ấy đi, tôi xin cậu đấy. Đúng vậy, nhân phẩm của Tô Văn Kỳ được mọi người ca tụng khắp nơi, trước đây Tô Văn Kỳ cũng từng giúp đỡ cho nhiều người khó khăn, không thể nào cô ấy cố tình lừa dối chúng tôi được. Hai người này đã liên lạc riêng với Tô Văn Kỳ, bọn họ tin rằng Tô Văn Kỳ không phải là người như vậy. Triệu Vinh thở dài, biết người biết mặt không biết lòng, trước giờ chúng tôi vẫn luôn cho rằng Tô Văn Kỳ là người tốt, nhưng không ngờ lại. Trước đây các phúc lợi công cộng chỉ cần tiền là được, hơn nữa, Tô Văn Kỳ cũng không cần phải móc tiền túi ra, đương nhiên sẽ không phản đối gì. Nhưng việc ghép tủy này có hại cho cơ thể, có thể cô ấy cảm thấy việc này không tốt nên đã lừa dối cũng nên. Đây là sai sót trong quản lý của chúng tôi, thực sự vô cùng xin lỗi. Triệu Vinh này cũng là do Kim Sơn Phong mua chuộc, bây giờ anh ta biết Tô Văn Kỳ sắp bị hủy hoại thanh danh nên cũng không cần để lại ấn tượng tốt gì cho cô, cho nên anh ta muốn gì nói nấy. Triệu Vinh lấy điện thoại di động ra, bấm lại số của Tô Văn Kỳ, hơn nữa còn bấm nút rảnh tay để cho cánh truyền thông nghe thấy. Xin chào, số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã bị tắt. Mọi người đều lộ vẻ thất vọng, Triệu Vinh cũng lắc đầu, thở dài nói. Mọi người cũng đã thấy Tô Văn Kỳ phát rồ như thế nào rồi đấy, điện thoại vẫn luôn tắt, tôi nghĩ chắc bây giờ cô ấy đang đi tiêu khiển ở chỗ nào đó rồi. Triệu Vinh bề ngoài tỏ vẻ đau lòng, nhưng thực chất trong lòng lại âm thầm chế nhạo. Tô Văn Kỳ quả thực là đang đi chơi, nhưng chỉ là bị người khác chơi mà thôi. Bao nhiêu năm nay kiếm được nhiều tiền như vậy, bây giờ Tô Văn Kỳ đã là một tên tuổi lớn. Cũng thật khó để người đại diện lấy được lợi ích từ cô. Vậy nên cứ dứt khoát hủy hoại cô thì hơn. Tô Văn Kỳ đã kiếm được rất nhiều tiền cho công ty, cho nên mối quan hệ của cô với Triệu Vinh cũng không tệ lắm. Nhưng không còn cách nào khác, Tô Văn Kỳ đã đắc tội với Kim Sơn Phong, bởi vì hiện tại giá trị thương mại của Kim Sơn Phong rõ ràng có tác dụng hơn Tô Văn Kỳ. Vì vậy, bọn họ phải chọn từ bỏ Tô Văn Kỳ và sử dụng giá trị thương mại cuối cùng của cô để kiếm được món hời lớn. Đây là điều mà một người đại diện có năng lực nên làm. Tinh tinh. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ lớn tuổi bước ra, nghiêm nghị nói. 5 phút nữa sẽ bắt đầu phẫu thuật, nếu người hiến vẫn không có mặt thì mọi người hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đây là giấy báo bệnh hiểm nghèo, xin vui lòng ký tên trước. Nhìn thấy giấy báo, sắc mặt mẹ của Miu Miu sa sầm xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ. Một số y tá vội vàng đỡ bà ấy dậy. Sau đó đặt xuống băng ghế gần đó. Bố của Miu Miu cũng vô cùng lo lắng, hai mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng kiên định. Được, tôi ký. Bố của Miu Miu nước mắt lưng tròng, ký vào giấy báo bệnh, bác sĩ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần, bèn nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, bác sĩ quay người bước vào phòng phẫu thuật. Không có người hiến tủy, cho dù phẫu thuật thì cũng sẽ duy trì mạng sống mà thôi. Giữ được vài phút thì có ý nghĩa gì chứ? Đám đông xung quanh có chút kích động. Tô Văn Kỳ này cũng quá đáng thật đấy, nếu như cô ta không nói sẽ hiến tủy, có lẽ Miu Miu đã đi tìm người khác rồi. Đúng vậy, bản thân không muốn hiến, lại còn làm ầm ĩ cho cả thế giới biết, đến thời khắc quan trọng lại không ra mặt, cho dù bây giờ có người hợp tủy với Miu Miu sợ là cũng không kịp nữa rồi. Ngay khi mọi người đang định lên án Tô Văn Kỳ, đột nhiên có tiếng tinh tinh vang lên. Cửa thang máy mở ra. Mọi người quay đầu lại theo hướng âm thanh phát ra, liền nhìn thấy Tô Văn Kỳ và Tần Lâm bước ra từ thang máy. Vừa nhìn thấy Tô Văn Kỳ, ánh mắt của mọi người đều lập tức đổ dồn về phía cô. Tất cả máy quay của phóng viên đều lao về phía Tô Văn Kỳ, không ngờ cô lại thực sự xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Chẳng lẽ thật sự là để sao tác ư? Bất kể là có sao tác hay không,
lúc này mọi người đều quan tâm đến tình hình hiện tại của Miu Miu, chỉ cần chữa khỏi cho Miu Miu, cho dù có là sao tác thì mọi người đều có thể nhẫn nhịn được. Nhìn thấy Tô Văn Kỳ an toàn bước ra, Triệu Vinh nhíu mày, tuy có hơi nhếch nhác nhưng trông cô vẫn không giống như bị xâm phạm. Hơn nữa, cũng không thể nào bị xâm phạm xong rồi mà vẫn muốn đến bệnh viện hiến tủy được. Triệu Vinh cau mày, tiến lên phía trước, Tô Văn Kỳ, sao bây giờ cô mới đến, nãy giờ cô đang làm gì thế? Tô Văn Kỳ không nói tiếng nào, liền đưa tay tát thẳng vào mặt anh ta. Bốp, mặt Triệu Vinh in hẳn dấu vân tay, sau đó bị Tô Văn Kỳ đẩy lui về sau mấy bước. Cô, cái tát của Tô Văn Kỳ thực sự đã cho người khác thấy được sự ngang ngược của thiên hậu. Mọi người cũng bắt đầu lùi bước, đám phóng viên cũng không dám lại gần, sợ sẽ bị chị Tô đánh. Bố mẹ Miu Miu đột nhiên kích động, vội vàng đứng dậy nói. Tô Văn Kỳ đến rồi. Mau, mau cứu con gái tôi. Tô Văn Kỳ gật đầu, lúc này không có thời gian giải thích, cứu người là quan trọng nhất. Tô Văn Kỳ vội vàng chạy một mạch vào phòng phẫu thuật, cửa vừa mở ra, vị bác sĩ đeo kính bước ra, nói với vẻ nghiêm trọng. Người nhà bệnh nhân, thực sự xin lỗi, Miu Miu đã qua đời rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ một câu nói thôi nhưng khiến trời đất như sụp đổ, mặt mọi người đầy vẻ bi thương. Bố mẹ Miu Miu quỳ xuống đất, đau buồn khóc lớn. Đứa trẻ mới 5 tuổi, còn nhỏ như thế mà đã mất rồi, sau này bọn họ phải làm thế nào đây? Mũi Tô Văn Kỳ hơi xót, nước mắt tuôn như mưa. Tôi không tin, để tôi vào trong xem. Miu Miu đáng yêu như vậy, sao có thể chết được? Nhìn thấy Tô Văn Kỳ kích động đến vậy, bác sĩ nhíu mày, thở dài. Người nhà đừng làm loạn, bệnh nhân đã mất đi dấu hiệu sống rồi, mọi người có đi vào xem cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của cô bé mà thôi. Tần Lâm nhíu mày, để tôi vào, tôi có thể cứu cô bé. Bác sĩ đeo kính vàng lạnh lùng nói, anh là ai, làm loạn cái gì chứ, đây là bệnh viện lợi dân, không phải chỗ để anh có thể làm bừa. Thấy Tần Lâm hình như định xông vào, bác sĩ hơi khó chịu. Tần Lâm lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó đẩy ông ta ra rồi nói. Tôi là Tần Đại Sư. Nói xong Tần Lâm liền đi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ bị Tần Lâm đẩy mà loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất, muốn đứng dậy mắng người, thì đột nhiên nhớ lại lời Tần Lâm vừa nói. Anh là Tần Đại Sư. Anh là Tần Đại Sư. Lúc này nếu như Tần Lâm còn không nói ra thân phận của mình, e rằng sẽ gặp phiền phức, mấy phiền phức này mặc dù không đáng kể, có điều ảnh hưởng đến việc điều trị của Miu Miu thì không hay. Bác sĩ vội vàng đuổi theo vào phòng phẫu thuật, nhìn bóng lưng của Tần Lâm, càng nhìn càng thấy giống Tần Đại Sư. Những bác sĩ và y tá khác cũng vội vàng theo sau, muốn đuổi Tần Lâm đi. Bác sĩ đeo kính vàng vội nói, đừng làm vậy, cậu ấy là Tần Đại Sư. Mấy y tá liền sững người. Tần Đại Sư, anh thật sự là Tần Đại Sư sao? Tần Lâm gật đầu, là tôi. Bây giờ tất cả mọi người nghe theo sự chỉ huy của tôi, ai về vị trí của người ấy, đầu tiên phải khôi phục nhịp tim cho Miu Miu. Khí thế của Tần Lâm truyền động lực cho mọi người, có điều mấy y tá vẫn lộ ra vẻ thương tiếc. Người bệnh đã chết rồi, khôi phục nhịp tim cũng đâu có tác dụng gì. Tần Lâm nói, cứ làm theo lời tôi nói đi. Y tá không có cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời Tần Lâm mà khôi phục nhịp tim, Tô Văn Kỳ nhân cơ hội này nằm lên giường bệnh. Thay quần áo phẫu thuật, khử trùng, rồi đợi tí nữa làm phẫu thuật. Máy xốc tim được đặt trên người Miu Miu, nhưng không hề có tác dụng gì, Miu Miu vẫn không hề có phản ứng. Sau hai lần kích điện, y tá thở dài. Tần Đại Sư, anh xem, không có tác dụng. Tần Lâm đột nhiên lấy ra hai cây kim bạc, cắm lên hai bên ngực Miu Miu, sau đó hai tay tách ra. Ấn cây kim bạc cong xuống. Thử thêm lần nữa xem. Y tá sững sờ, dùng điện để kích kim bạc phải không ạ? Nhưng mà tay của Tần Đại Sư. Tần Lâm nói, không sao, cứ làm đi. Y tá gật đầu, cũng vô cùng quyết đoán mà ấn lên phía trên. Xoẹt một tiếng. Kim bạc nổ lốp bốp, mặc dù hai tay Tần Lâm bị điện giật nhưng mặt không hề đổi sắc. Đao súng cũng không thể làm anh bị thương, điện áp của máy xốc tim này cao thế nào đương nhiên không cần phải bàn. Xoẹt, xoẹt. Liên tục ba lần. Đột nhiên máy tính bắt đầu có âm thanh tít tít. Có nhịp tim rồi, thật sự có nhịp tim rồi. Mặt y tá đầy sự tôn sùng, anh đúng là Tần Đại Sư.
lúc trước còn không tin nhưng sau khi Tần Lâm thể hiện kỹ thuật của mình thì mọi người đều tin rồi. Tần Lâm nói, đừng mừng vội, tiếp tục. Tần Lâm nói xong, y tá cũng không dám chậm trễ, vội vàng chuẩn bị tinh thần. Tần Lâm rút hai cây kim bạc ra rồi nói. Chuẩn bị máy thở. Vâng. Hai cây kim bạc ở trên hai tay, một tay đâm vào phần phổi, một tay đâm vào cổ họng. Máy thở. Y tá vô cùng nghe lời, Tần Lâm ra lệnh xong liền đem máy thở đến. Sau đó trên mặt nạ thở bắt đầu có một tầng xương trắng. Có hô hấp rồi. Tất cả y tá bác sĩ đang ở đây đều sững sờ, chỉ có người trong ngành mới hiểu, mấy động tác vừa rồi của Tần Lâm lợi hại đến đâu. Có thể cứu một cô bé đã mất đi tất cả dấu hiệu sống từ quỷ môn quan về thì phải có y thuật vô cùng lợi hại. Mắt y tá chợt sáng lên, sự kính phục với Tần Lâm đã đạt đến cực điểm. Hô hấp và nhịp tim đã quay về bình thường cũng được coi là cứu sống thành công, sau đó Tần Lâm quay đầu lại nhìn bác sĩ đeo kính vàng. Ông thực hiện nốt phần phẫu thuật đi. Ngành y thiên về chuyên môn, mặc dù Tần Lâm có thể làm phẫu thuật cấy ghép tủy, nhưng dù sao cũng có bác sĩ ở đây, thì để ông ta làm cũng được. Bác sĩ còn chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy lời Tần Lâm nói mới vội vàng gật đầu. Được được được, phần còn lại để tôi làm. Tất cả mọi người đều bận rộn, cố gắng tranh thủ từng phút từng giây để cứu lấy cô gái nhỏ. Sau nửa tiếng phẫu thuật, bệnh tình của cô bé đã trở nên ổn định. Bác sĩ đi ra ngoài, liền nói với bố mẹ Miu Miu. Phẫu thuật thành công, 3 ngày sau Miu Miu có thể xuất viện rồi. Bố mẹ Miu Miu lập tức kích động, suýt nữa quỳ xuống trước mặt bác sĩ. Cảm ơn mọi người. Bác sĩ nói, đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tần Đại Sư, nếu như không có Tần Đại Sư giúp đỡ, chúng tôi sẽ không thể làm được. Bố mẹ Miu Miu vội vàng quay người, cúi người trước Tần Lâm. Cảm ơn Tần Đại Sư, cảm ơn. Tần Đại Sư đỡ hai người đứng dậy, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi, không cần đa lễ, tôi kê đơn thuốc, anh dùng điện thoại ghi lại, sau khi về nhà thì có thể cho Miu Miu uống. Cảm ơn Tần Đại Sư. Hai người lại nói cảm ơn. Hoàng Liên 30 gram, Liên Kiều 30 gram, Ma Hoàng 20 gram. Tần Lâm đọc đơn thuốc, bố mẹ Miu Miu ghi lại. Nửa tiếng sau, Tô Văn Kỳ cũng được đưa ra. Phóng viên lập tức vây quanh, bọn họ đã ngồi xổm ở đây mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi Tô Văn Kỳ xuất hiện, nên vừa thấy cô liền chạy ra vội vàng hỏi tình hình. Chị Tô, xin hỏi chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc có phải chị vì lừa gạt, sao tác nên mới cố ý đến muộn hay không? Lời người đại diện nói đều có ý bêu xấu chị có mâu thuẫn gì với công ty đại diện không? Câu hỏi của giới truyền thông vô cùng sắc sảo. Tất cả đều hỏi đến gốc rễ vấn đề, khiến Tô Văn Kỳ không thể trả lời được. Trước tiên đừng hỏi mấy cái này, người đại diện của tôi đâu? Tô Văn Kỳ đã không còn tin Triệu Vinh nữa, cô gọi điện thoại cho chị Điền. Sau mấy hồi chuông, cuối cùng người phụ nữ đầu dây bên kia cũng nghe máy. Cô là ai, chị Điền đâu? Xin lỗi chị Tô, chị Điền từ chức rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp nhận công việc của chị ấy, hơn nữa theo quy định của công ty. Số điện thoại của chị ấy cũng sẽ được giao lại cho công ty. Bởi vì làm người đại diện thường có khá nhiều mối quan hệ, vậy nên số điện thoại của bọn họ cũng thuộc về công ty, từ chức cũng không được mang theo. Tô Văn Kỳ nhíu mày, vớ vẩn, chị Điền sao có thể từ chức được? Mấy người đuổi việc chị Điền phải không? Ha ha, chị Tô, chị đừng nổi nóng, việc này tôi cũng không biết, cấp trên đã quyết vậy, tôi cũng không làm gì được. Tô Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó cúp máy. Xong rồi, sợ là công ty đại diện chuẩn bị đối phó với tôi rồi. Tần Lâm không quá hiểu về giới giải trí, ồ, sao lại thế? Tô Văn Kỳ nói, lần này xảy ra chuyện, nếu như không có người ở đằng sau chống lưng, Kim Sơn Phong sẽ không thể nào không kiêng kỵ mà đối phó với tôi, nhất định là có sự đồng ý của công ty bọn tôi hoặc ít nhất bọn họ cũng đã ngầm cho phép. Bây giờ tôi không làm sao? Tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ đến cùng, báo thù bọn họ, vậy nên bọn họ sẽ chuẩn bị thẳng tay bôi nhỏ tôi. Chị Điền có quan hệ tốt với tôi, việc đầu tiên bọn họ làm đương nhiên sẽ là xử lý chị Điền, nếu không chị Điền sẽ giúp tôi. Nhắc đến đây, sắc mặt Tô Văn Kỳ hơi khó coi, bây giờ tôi lo chị Điền gặp nguy hiểm, tôi sợ bọn họ có thể ra tay với chị Điền. Tần Lâm nói, để tôi giúp cô điều tra. Tần Lâm gửi tin tức của chị Điền cho Vương Kim Hải.
bảo ông ấy nhanh chóng điều tra hồ sơ xuất cảnh. Chẳng mấy chốc, Vương Kim Hải đã trả lời, Tần Lâm nói, Văn Kỳ, cô yên tâm, chị Điền ra nước ngoài rồi, bây giờ đang ở trên máy bay bay đến Ý. Tô Văn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, chị Điền là chị Đại Giang Hồ, chắc nghe thấy có người muốn xử lý cô ấy, nên liền nhanh chóng bỏ chạy. Khi Tô Văn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên điện thoại vang lên. Là một người chị em của cô ấy. Văn Kỳ, cậu không sao chứ? Tớ không sao, sao vậy? Cậu mau xem tin tức đi, có người bảo cậu phẫu thuật thẩm mỹ. Tô Văn Kỳ sững sờ, vội vàng mở điện thoại lên, lướt xem tin tức. Quả nhiên trên Facebook, các đầu báo, phòng bạn bè, nơi nào cũng có tin. Tô Văn Kỳ phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ này vừa được tung ra, mọi người đều kinh ngạc. Khi Tô Văn Kỳ xuất hiện lần đầu trước công chúng, có không ít người vì thích nhan sắc của cô ấy nên ủng hộ cô ấy, dù sao khi mới vào ngành thì cô ấy cũng không hát hay như vậy, cũng không có trang phục đẹp như vậy, vậy nên fan hầu như đều là vì thích nhan sắc của cô nên thích cô. Cho dù là bây giờ, cũng có không ít người thích Tô Văn Kỳ vì sự xinh đẹp của cô ấy. Quan trọng nhất là Tô Văn Kỳ lúc trước trong lúc phỏng vấn từng khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ. Hơn nữa không hề kiêng dè mà châm biếm mấy nữ minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ tin tức này xuất hiện thì đúng là vả mặt quy mô lớn. Fan của Tô Văn Kỳ lập tức sững sờ. Tô Văn Kỳ phẫu thuật thẩm mỹ á? Tô Văn Kỳ xinh đẹp như vậy, cần gì phẫu thuật? Chẳng nhẽ, Tô Văn Kỳ là người đẹp nhân tạo trong truyền thuyết. Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ thì thiết lập của chị Tô sẽ bị vỡ nát, có lẽ sẽ không có ít fan quay xe trở thành anti-fan. Cho dù là Tô Văn Kỳ của lúc trước thì cũng rất ghét phẫu thuật thẩm mỹ, bài trừ phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả bản thân lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, đúng là làm trò mà. Quan trọng nhất là trên bài báo viết rõ. Một bản báo cáo rất dài, trong đó có các phiếu xét nghiệm rất chi tiết, DNA, nhóm máu, trông cực kỳ chuyên nghiệp. Bộ phận giả, silicon, ghép da, mấy thứ này đều được dán lên đó, trông cứ như là cả cơ thể Tô Văn Kỳ đều là giả vậy. Ngực, mông, mũi, mắt, mặt, tất cả đều là nhân tạo. Cư dân mạng kinh ngạc, bọn họ còn từng dùng Tô Văn Kỳ làm biểu tượng của nhan sắc phụ nữ, kết quả bây giờ hóa ra lại là biểu tượng của khoa học kỹ thuật. Nhìn thấy mấy cái đó, Tô Văn Kỳ hít sâu một hơi, trong lòng tức đến run lên. Chỉ có điều cô ấy cũng chuẩn bị tinh thần rồi, biết công ty sẽ tay với mình nhưng không ngờ lại ác đến vậy. Đột nhiên tung ra mấy loại báo cáo xét nghiệm. Chứng từ của bệnh viện thì luôn có quyền uy nhất định, sẽ không ai chất vấn chứng cứ của bệnh viện. Diện mạo của Tô Văn Kỳ vẫn luôn là chuyện khiến người ta vui vẻ trong giới giải trí, trong thế giới mà phẫu thuật thẩm mỹ với filter làm đẹp phát triển đến vậy, người có vẻ đẹp tự nhiên như Tô Văn Kỳ lại vô cùng ít. Hơn nữa, Tô Văn Kỳ xinh đẹp như vậy, lại cá tính, cũng không theo khuôn mẫu nhất định, rất có dấu ấn riêng. Cho dù nhiều người quan tâm đến cô ấy vì tài năng của cô, nhưng đa phần mọi người đều khó tránh được việc để ý đến diện mạo của phái nữ. Tô Văn Kỳ vì có diện mạo xinh đẹp nên khá có ưu thế trong giới giải trí, nhưng hiện nay tin tức động trời này lại được tung ra. Tất cả fan đều trợn tròn mắt, ngay cả Tô Văn Kỳ cũng phẫu thuật thẩm mỹ thì còn cái gì là thật nữa đây? Báo cáo này rất uy tín, hơn nữa lại là báo cáo của Bệnh viện Lợi Dân. Cũng là bệnh viện mà Tô Văn Kỳ đang có mặt. Nhìn thấy dấu công chứng. Chữ ký của mấy bác sĩ kia, rõ ràng là có mưu đồ từ trước. Tô Văn Kỳ làm xét nghiệm ở bệnh viện này để cấy ghép tủy sống, vậy nên nhóm máu, DNA đều có, muốn làm ra báo cáo giả cũng dễ như ăn bánh. Bây giờ tình hình như này, Tô Văn Kỳ đúng là khó có thể giải thích được. Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ này, trong vòng một tiếng đã đẩy Tô Văn Kỳ lên đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa bệnh viện của bọn họ chẳng mấy chốc đã được mọi người biết đến. Mặc dù chuyện phẫu thuật thẩm mỹ làm sụp đổ tam quan nhưng có thể phẫu thuật cho Tô Văn Kỳ đẹp đến vậy, thì cũng có thể thấy trình độ phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện này không hề tầm thường. Tường đổ do nhiều người đẩy, nhiều tài khoản có dấu tích xanh từng đứng về phía Tô Văn Kỳ cũng đăng Facebook nói Tô Văn Kỳ là kẻ lừa đảo. Điện thoại như nổ tung, Tô Văn Kỳ thấy nhiều số điện thoại lạ gọi đến liền tắt máy luôn, nhắm mắt lại, dựa trên sofa, mặt mày mệt mỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tần Lâm đẩy xe lăn, đưa Tô Văn Kỳ đến một khách sạn nào đó để cô ấy nằm nghỉ một lúc. Sau đó, anh đi ra ngoài với vẻ mặt u ám.
mấy người của giới giải trí đúng là không biết điều. Lúc này tại công ty giải trí Tinh Ngu, trong phòng họp tầng 3, tất cả những nhân vật chủ chốt, lãnh đạo, quản lý cấp cao của công ty đều có mặt ở đây. Chủ tịch Triệu Tinh Ngu ngồi ở phía đầu phòng họp, nói với mọi người. Hôm nay tôi mở cuộc họp cấp cao. Lời vừa nói ra, có không ít người cảm thấy phấn khởi. Bởi vì cuộc họp cấp cao không phải ai cũng tham gia được, có nhiều người đang ngồi ở đây trước kia không hề có tư cách tham gia, nhưng hôm nay bọn họ có tư cách ngồi ở đây, chứng tỏ địa vị của bọn họ đã lên một tầng cao mới. Đặc biệt là Vương Tuệ Tuệ. Vương Tuệ Tuệ này trước đây là nhân viên phục vụ, sau này vì xinh đẹp nên được một phó đạo diễn phát hiện ra, ngủ cùng mấy lần, xong đưa vào đoàn làm phim làm nhân vật phụ. Mãi mà không hot, sau này có một lần hát đệm cho Tô Văn Kỳ nên được Tô Văn Kỳ phát hiện ra, nâng đỡ nhiều, bây giờ trở thành ca sĩ hạng 3. Đi theo con đường mấy chương trình lựa chọn tài năng, ngoại hình khí chất cũng được, hát cũng được coi là đúng nhịp. Lại dựa vào quan hệ với Tô Văn Kỳ nên được ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Ngu. Sau khi ngủ với Triệu Tinh Ngu, hết lòng hầu hạ mấy lần, Triệu Tinh Ngu cũng đồng ý nâng đỡ cô ta. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội. Nhưng bây giờ thì có rồi, Tô Văn Kỳ xảy ra chuyện rồi. Thống trị giới ca sĩ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sắp rớt đài rồi. Một khi Tô Văn Kỳ xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có người phải gánh độ lưu lượng lớn như thế, đương nhiên Vương Tuệ Tuệ là ứng cử viên sáng giá nhất. Cũng đi theo hình mẫu trong sáng, nói không chừng Vương Tuệ Tuệ có thể trở thành Tô Văn Kỳ thứ hai, coi như là một bước lên mây rồi. Hơn nữa, bình thường Vương Tuệ Tuệ không đủ tư cách để tham gia những cuộc họp cấp cao như vậy, nhưng hôm nay ông chủ lại gọi cô ta đến họp, rõ ràng đang có ý muốn nâng đỡ Vương Tuệ Tuệ. Triệu Tinh Ngu ngồi ở phía trước, bắt chéo chân, điềm tĩnh nói. Buổi họp ngày hôm nay, chắc mọi người cũng hiểu để làm gì rồi chứ. Về chuyện liên quan đến Tô Văn Kỳ mấy ngày hôm nay, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết hết rồi. Lừa đảo quyên góp, phẫu thuật thẩm mỹ, những tin tức tiêu cực này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty của chúng tôi, vậy nên chúng tôi quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Tô Văn Kỳ và yêu cầu cô ấy bồi thường thiệt hại cho chúng ta 8 tỷ. Vừa dứt lời, mọi người ngay lập tức hít sâu một hơi. 8 tỷ? Điên rồi sao? Ai lại có nhiều tiền đến vậy chứ? Ngay cả thiên hậu như Tô Văn Kỳ cũng không có nhiều tiền như vậy. Trên thực tế, các công ty giải trí đều như vậy, để tránh việc một số ngôi sao sau khi nổi tiếng sẽ đi chỗ khác, vậy nên bọn họ mới đưa ra điều khoản áp đảo. Công ty có thể chấm dứt hợp đồng, nếu bạn làm gì sai và chấm dứt hợp đồng với công ty, bạn sẽ phải đối mặt với số tiền bồi thường thiệt hại vô cùng lớn mà người thường không thể nào gánh nổi. Ngay cả đối với một nhân vật lớn có chỗ đứng trong giới giải trí như Tô Văn Kỳ cũng không thể nào trả nổi khoản bồi thường cao ngất ngưỡng này. Một khi không trả được tiền bồi thường thì các ông chủ công ty này có thể tự định giá. Đúng rồi, trước mắt tôi chỉ có một đề xuất này, mọi người cùng giơ tay biểu quyết nào. Thực ra Tô Văn Kỳ không có nhiều tiền, cô ấy không giống như những người nổi tiếng khác, sau khi nổi tiếng liền tự mình kinh doanh. Tô Văn Kỳ rất thích ca hát, cho nên cô dành hầu hết thời gian và sức lực cho phương diện này, dẫn đến việc thu nhập cũng không như mong đợi. 8 tỷ này cơ bản đủ để Tô Văn Kỳ phá sản, nợ nần chồng chất. Rõ ràng là đang buộc cô phải thỏa hiệp. Một khi đã thỏa hiệp thì chỉ có thể đồng ý với các điều kiện của công ty. Và Tô Văn Kỳ sẽ không thể nào tưởng tượng được bọn họ muốn đề xuất điều kiện như thế nào. Triệu Tinh Ngu đương nhiên có chủ kiến của mình, đã muốn ra tay thì phải làm cho Tô Văn Kỳ mãi mãi không thể nào đứng dậy được. Nếu không, với thực lực của Tô Văn Kỳ, một khi cô có thể trở mình thì rất có khả năng sẽ quay lại báo thù. Tô Văn Kỳ đã ở trong giới ca sĩ nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị bắt nạt. Trở thành kẻ thù không đội trời chung với một nữ minh tinh như vậy cũng là một lựa chọn không mấy sáng suốt. Vì muốn trấn áp Tô Văn Kỳ, Vương Tuệ Tuệ là người đầu tiên giơ tay. Tôi đồng ý chấm dứt hợp đồng với Tô Văn Kỳ, không chỉ vì những chuyện này, mà tôi còn phát hiện cô ấy sống không biết chừng mực, thường xuyên qua lại với các sao nam khác và một số phú nhị đại, vậy nên tôi đồng ý việc chấm dứt hợp đồng. Vương Tuệ Tuệ vừa nói xong, đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, Tô Văn Kỳ đi vào với vẻ mặt ảm đạm. Vương Tuệ Tuệ, cô đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc trước cô không có tiền ăn, ai đã cho cô chứ? Lúc cô không có việc, ai giúp cô vào được nhóm hòa âm của tôi?
cô tìm không được công ty đại diện, ai giới thiệu cô đến đây? Cô báo đáp tôi như vậy sao? Khi bị Tô Văn Kỳ chất vấn, Vương Tuệ Tuệ liền cảm thấy có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Dù sao thì Tô Văn Kỳ cũng sắp hết thời rồi, không còn gì phải sợ cả, sau này mọi thứ sẽ là thiên hạ của Vương Tuệ Tuệ. Hừm, cô không cần phải chơi trò tình cảm ân nghĩa với tôi, cô giúp tôi chẳng phải là vì cô tự cảm thấy mình hơn người khác sao? Để cho người khác thấy được cô tốt bụng nhân hậu như thế nào? Để tôi đi theo làm tùy tùng của cô, chắc cô vui vẻ lắm chứ gì? Bây giờ không cần nữa rồi, chúng ta coi như không ai nợ ai, sau này chúng ta đường ai nấy đi, cô là cô còn tôi là tôi. Cô đừng tưởng giúp tôi một chút lại có thể uy hiếp được tôi, Tô Văn Kỳ, cô không có tư cách đó đâu. Nhìn thấy dáng vẻ rửng rưng của Vương Tuệ Tuệ, Tô Văn Kỳ thật sự cảm thấy thất vọng trào dâng. Triệu Tinh Ngu liền nói, nếu Tô Văn Kỳ đã đến rồi thì mọi người hãy biểu quyết trước mặt cô ấy luôn đi. Ai đồng ý hủy hợp đồng với Tô Văn Kỳ, xin mời giơ tay. Có rất nhiều cánh tay được giơ lên, tôi đồng ý, Tô Văn Kỳ sống không biết chừng mực, thực sự đã gây tổn hại đến hình tượng của công ty chúng ta. Tôi cũng đồng ý, là nghệ sĩ của công ty thì nên có nhân phẩm tốt, lừa dối rồi còn phẫu thuật thẩm mỹ, đây không phải là phong cách làm việc của công ty chúng ta. Đúng vậy, nếu đã phá hủy danh dự của công ty thì phải chịu trả giá. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc từ từ trở mặt với mình, Tô Văn Kỳ mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo của lòng người, đây chính là hiện thực. Triệu Tinh Ngu trực tiếp ném hợp đồng ra trước mặt Tô Văn Kỳ rồi nói. Cô đừng câu giờ nữa, nhanh chóng ký đi. Nhìn thấy 8 tỷ phí vi phạm hợp đồng ở phía trên, Tô Văn Kỳ liền siết chặt tay lại. Hợp đồng này đã được viết xong. Nếu cô ký bây giờ chắc chắn sẽ phải mắc nợ, dựa vào mối quan hệ và ảnh hưởng của cô thì việc vay vốn ngân hàng sẽ không thành vấn đề, cùng lắm thì đợi thời cơ trở lại. Nhưng nếu cô không đồng ý thương lượng việc chấm dứt hợp đồng thì một khi bị đâm đơn kiện, cô sẽ phải ngồi tù. Triệu Tinh Ngu đã tính xong xuôi mọi thứ, chỉ cho Tô Văn Kỳ hai con đường mà thôi. Điều đầu tiên sẽ đi kiện tụng, bồi thường 8 tỷ, căn bản Tô Văn Kỳ hoàn toàn không có khả năng chi trả. Điều thứ hai là thương lượng chấm dứt hợp đồng, bồi thường 1 tỷ, nhưng bắt buộc Tô Văn Kỳ phải rời khỏi giới giải trí, trong vòng 3 năm không được phép ký hợp đồng với bất kỳ công ty giải trí nào. Tô Văn Kỳ chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, bất kể cô đi đâu cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Nhưng nếu Tô Văn Kỳ không ký hợp đồng với bất kỳ công ty giải trí nào, vậy thì điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Triệu Tinh Ngu, ông đúng là qua cầu rút ván mà. Năm đó nếu không có tôi thì công ty của ông đã sớm đóng cửa rồi. Năm đó tập đoàn giải trí Tinh Ngu đứng trước bờ vực phá sản, không có tên tuổi nào chống đỡ, chỉ có mỗi Tô Văn Kỳ lúc bấy giờ đang là ca sĩ tuyến 2 mà thôi. Nhiều người đến mời mọc cô nhưng Tô Văn Kỳ vẫn cương quyết không rời đi, cô từng bước để lại dấu ấn ở công ty Tinh Ngu, để rồi trở thành ca sĩ tuyến 1. Bao nhiêu năm qua kiếm không biết bao tiền cho công ty. 3 năm trước nếu không phải Triệu Tinh Ngu cầu xin Tô Văn Kỳ thì cô cũng đã sớm rời đi rồi. Họ Triệu kia, bây giờ ông lại đuổi tôi đi, ông đã quên mất rằng năm đó ông cầu xin tôi ra sao rồi ư. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, trước đó cũng có nhiều người nghe nói đến tin đồn này. Người ta nói rằng Triệu Tinh Ngu gần như đã quỳ xuống sau khi uống xong 3 chai rượu trắng để cầu xin Tô Văn Kỳ. Kết quả Tô Văn Kỳ đã không rời đi. Sau đó đã giúp đỡ cho tập đoàn Tinh Ngu. Khi nghe Tô Văn Kỳ nói những lời này, sắc mặt Triệu Tinh Ngu bỗng xa sầm xuống. Cô không nói thì mọi chuyện còn êm đẹp, tôi cũng nhớ ra một chuyện, nếu không phải cô thì có lẽ cả đời này tôi không cần phải uống thứ thuốc dạ dày này rồi. Được, năm đó cô cho tôi cơ hội cầu xin cô, vậy bây giờ tôi cũng sẽ cho cô cơ hội để cầu xin tôi. Nói xong, Triệu Tinh Ngu lấy từ dưới bàn lên một thùng rượu trắng. Sau đó lấy ra 3 chai đặt lên bàn. Tô Văn Kỳ, tôi cũng sẽ không bắt nạt cô, nếu cô uống hết 3 chai rượu thì tôi sẽ không cần cô phải bồi thường 1 tỷ nữa. Đột nhiên, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tô Văn Kỳ, loại rượu này còn quý hơn loại năm đó, bây giờ 1 chai đã hơn 300 triệu, 3 chai là 1 tỷ, đương nhiên 3 chai tôi uống năm đó không thể nào sánh bằng được. Tô Văn Kỳ cười khẩy. Cô luôn biết ông chủ này có tính cách như thế nào. Cho dù cô có uống hết 3 chai rượu này thì ngày mai Triệu Tinh Ngu vẫn sẽ trở mặt như thường, ông ta đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi,
Tô Văn Kỳ đâu có ngu mà tin lời ông ta. Triệu Tinh Ngu, tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút. Tô Văn Kỳ kìm nén cơn giận lại và muốn thương lượng với ông ta, dù gì Triệu Tinh Ngu cũng là chủ, lúc trước cũng đã từng rất cố gắng, hy vọng có thể chia tay trong êm đẹp. Triệu Tinh Ngu còn chưa kịp lên tiếng, Vương Tuệ Tuệ đã nhảy vào. Tô Văn Kỳ, cô đừng có dây dưa không dứt nữa, hợp đồng giấy trắng mực đen đã được ký kết rồi, bây giờ cô chả là gì nữa, cũng chẳng có công ty nào ký hợp đồng với cô đâu. Cô đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, nhanh chóng ký hợp đồng rồi tìm cách trả 1 tỷ đi. Dù gì cũng là thiên hậu, 1 tỷ chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Mỗi người đều nói một câu, thực sự khiến cho Tô Văn Kỳ cảm thấy được sự lạnh lẽo của tình người. Chỉ qua một đêm, những người này đã hoàn toàn trở mặt. Lúc trước lúc nào cũng 1 tiếng 2 tiếng, chị Tô, bây giờ lại cùng nhau dồn ép cô vào tường, coi cô như một củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Được, rất tốt. Nói xong, Tô Văn Kỳ trực tiếp đẩy cửa rời đi, nước mắt lưng tròng. Ngoài sự tủi thân thì còn có xót xa, những người đồng nghiệp cũ thật sự đã làm cho cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Sau khi Tô Văn Kỳ rời đi, Vương Tuệ Tuệ liền cười chế nhạo, đúng là đồ điên, chỉ cần ký hợp đồng là được rồi, thật làm lãng phí thời gian của mọi người. Đúng vậy, Bộ Tư Pháp cũng rất bận, bây giờ còn phải đi kiện tụng với cô ta, thật là nhàm chán. Không lâu sau khi Tô Văn Kỳ rời đi, đột nhiên cửa phòng họp lại bị đẩy ra, người bước vào chính là Tần Lâm. Cậu là ai? Sau khi Tần Lâm bước vào, anh liền ngồi vào chỗ Tô Văn Kỳ vừa ngồi, nhìn lướt qua bản hợp đồng trên bàn, sau đó rảnh tay vẽ thêm mấy vòng trên đó. Những người khác đều không biết chuyện gì đang xảy ra, người này là ai, tôi không quen. Vương Tuệ Tuệ muốn thể hiện một chút, bèn đứng dậy nói, ai cho anh vào đây, bảo vệ đâu? Tần Lâm cười nhạt, nói công ty này sau 2 tiếng nữa sẽ phải đóng cửa, tôi đến đây để thông báo cho các người biết. Tần Lâm vừa nói xong, tất cả mọi người đều sững ra, sau đó liền bật cười. Thằng nhóc này ở đâu ra thế, nói bậy bạ gì đó, cái gì mà công ty đóng cửa? Cậu nói đóng là đóng à? Cậu cho rằng mình là ai? Lãnh đạo sao? Ha ha, cậu không phải là fan não tàn của Tô Văn Kỳ đó chứ, đến đây để đùa với chúng tôi à? Rõ ràng Tô Văn Kỳ vừa mới bước chân trước đi thì chân sau sẽ nghĩ cách để báo thù bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng cách trả thù của thiên hậu lại là để cho fan não tàn đóng giả, ha ha ha. Tôi nói này anh bạn, vừa nhìn là biết cậu là một kẻ chuyên đi liếm láp, Tô Văn Kỳ đã như vậy rồi mà cậu vẫn nhiệt tình như thế, tỉnh lại đi. Bị mọi người dồn vào chân tường, Tô Văn Kỳ bây giờ gần như đã thân bại danh liệt, nào là phẫu thuật thẩm mỹ, lừa đảo quyên góp. Đủ loại tin tức tiêu cực có thể bóp chết cô. Nếu không có sự hỗ trợ của công ty, Tô Văn Kỳ sẽ nhanh chóng bị tiếng xấu đồn xa, sau đó rời khỏi giới giải trí, rồi dần dần sẽ bị lãng quên. Nhìn thấy những kẻ dậu đổ bìm leo này, Tần Lâm bỗng cười mỉa mai một tiếng. Tôi đã nói rồi, công ty của các người sẽ đóng cửa vào hôm nay. Tần Lâm lại nhấn mạnh. Triệu Tinh Ngu có chút không vui, liền đập bàn rồi nói. Ở đâu ra thằng nhóc ở đây làm trò vậy, mau chút ra ngoài. Bảo vệ đâu? Triệu Tinh Ngu gọi bảo vệ 2 lần, đột nhiên, rầm, 1 tiếng, cửa phòng họp bị đạp tung ra, một vài người mặc đồ đen xông vào đứng sau đám đông, ai nấy đều như hổ rình mồi, cao to dũng mãnh. Triệu Tinh Ngu cảm thấy lạ mắt, hình như không phải người của công ty bọn họ. Các người là ai? 2 người đàn ông cao lớn bước ra khỏi đám đông. Nhìn Triệu Tinh Ngu và nói. Tôi là Đoàn Bảo Đông. Bùi Lương. Nghe thấy 2 cái tên này, Triệu Tinh Ngu chợt cau mày, cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. 2 vị đại ca, ngọn gió nào đã đưa 2 người đến đây vậy? Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương là ai? Đương nhiên bọn họ đều biết, bình thường cũng không qua lại nhiều, không ngờ hôm nay lại tìm đến tận cửa. Hơn nữa, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương còn đứng sau lưng Tần Lâm. Một người bên trái và một người bên phải, như thể bảo vệ cho anh vậy. Tần Lâm từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại, anh vẫn dùng bút vẽ những vòng tròn trên tập tài liệu, giống như đã đoán trước được mọi chuyện. Trong lòng Triệu Tinh Ngu hơi lo lắng, cảm thấy có gì đó không ổn. 2 người này có chút kỳ quái, bọn họ thật sự đến đây để giúp Tần Lâm sao? 2 vị có nhầm lẫn gì không? Hôm nay người chúng tôi định hủy hợp đồng là Tô Văn Kỳ,
xin hỏi, các vị và Tô Văn Kỳ có liên quan gì sao? Tần Lâm không trả lời, mà còn hỏi ngược lại. Bây giờ tôi nói là công ty các người sẽ phải đóng cửa vào hôm nay, có tin không? Triệu Tinh Ngu cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra không phục, hừ lạnh một tiếng, các người đứng ra bênh vực cho Tô Văn Kỳ đúng không? Chỉ với mấy người mà đòi đóng cửa công ty Tinh Ngu của tôi à, mơ đi nhé. Tần Lâm cười nhạt, nhưng không lên tiếng. Đột nhiên, có rất nhiều người bước lên lầu, nghe âm thanh thì có vẻ như là mấy chục, cửa phòng họp lần nữa lại được mở ra, một phụ nữ tóc ngắn mặc váy đỏ bước vào, khí phách vô cùng hiên ngang, khiến cho mọi người lóe mắt. Lôi Hồng. Một người phụ nữ xuất chúng như vậy, đương nhiên sẽ có nhiều người biết. Khi ai đó gọi tên Lôi Hồng, sắc mặt Triệu Tinh Ngu đột nhiên thay đổi. Lại là một nhân vật lớn nữ ư. Lôi Hồng là chị đại của Tỉnh Lỵ, nếu đắc tội với cả ba người bọn họ thì sẽ không thể nào sống được ở cả Đông Hải và Tỉnh Lỵ. Triệu Tinh Ngu đứng dậy, miễn cưỡng hỏi. Chị Hồng, cho tôi hỏi tôi đã đắc tội chỗ nào rồi? Lôi Hồng cũng trông trả lời. Trực tiếp đi về phía Tần Lâm rồi ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng đã tỏ rõ thái độ. Cô đang đứng về phía Tần Lâm. Sắc mặt Triệu Tinh Ngu trở nên khó coi, không ngờ chống lưng của Tô Văn Kỳ lại vững chắc như vậy, cô đã liên hệ với rất nhiều nhân vật máu mặt. Tô Văn Kỳ từ lúc nào có mối quan hệ rộng rãi như thế này chứ? Tần Lâm cười nhạt, nói. Bây giờ tôi nói công ty các người phải đóng cửa, có tin không? Triệu Tinh Ngu không lên tiếng, chỉ lấy điện thoại ra tìm cách, ba người này tuy rất lợi hại, nhưng cũng không thể không cân bằng được. Nhìn thấy Triệu Tinh Ngu không nói gì, Tần Lâm bèn cười nhạt rồi ngã người ra sau, đột nhiên ngoài cửa có mấy người xông vào. Một người đàn ông mặc quần áo trắng được bao quanh bởi một vài vệ sĩ cao lớn, ông ta đeo kính râm, khí phách vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi bước vào liền biết được đây chính là một nhân vật lớn. Tháo kính râm xuống. Ngay lập tức mọi người đều thay đổi sắc mặt. Chu Cách. Hóa ra là Chu Cách. Thật không ngờ rằng Chu Cách sẽ xuất hiện ở đây. Chu Cách là một bậc nguyên lão sao của giới giải trí, ông ta cũng có uy tín cao trong mọi lĩnh vực. Sao nguyên lão có địa vị và chức vị cao? Ngay cả các ông chủ của nhiều công ty lớn cũng phải nể mặt Chu Cách. So với Chu Cách, Triệu Tinh Ngu căn bản không phải là một đối thủ nặng ký. Lúc này Triệu Tinh Ngu có chút hoảng hốt. Sau khi nhìn thấy Chu Cách, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chủ tịch Chu, tại sao ông lại ở đây? Chu Cách hừ lạnh một tiếng, tôi nghe nói, em gái Tô Văn Kỳ bị người ta bắt nạt hả? Tô Văn Kỳ, em gái. Triệu Tinh Ngu gần như ngồi phịch xuống mặt đất, hai chân run rẩy. Tô Văn Kỳ trở thành em gái của ông ta khi nào chứ? Chu Cách xuất thân từ lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Tô Văn Kỳ lại từ giới ca sĩ, bọn họ căn bản không liên quan gì đến nhau. Tại sao bây giờ lại chung một bọn rồi? Lúc trước công ty của bọn họ cũng muốn để Tô Văn Kỳ phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng vì không có quan hệ nên không thành công. Nếu Tô Văn Kỳ có quan hệ như thế, sao cô ấy lại không tìm được ai giúp đỡ mình chứ? Triệu Tinh Ngu nhìn sang Tần Lâm, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ, những người này đều là mối quan hệ của Tần Lâm? Người thanh niên này lại có quyền lực lớn như vậy sao? Tần Lâm vẫn giữ vẻ mặt bông đùa đó, rồi điềm đạm nói, bây giờ, tôi nói muốn các người phải đóng cửa hôm nay, có tin không? Những người khác đều không hề lên tiếng, sự xuất hiện của Chu Cách thật sự đã làm bọn họ bị sốc. Một mình Chu Cách cũng có thể tạo nên phong ba bão táp ở trong giới giải trí. Sắc mặt Triệu Tinh Ngu trở nên khó coi, có chút không thốt nên lời, mặt cắt không còn giọt máu. Đúng lúc này, bỗng có một người bước vào. Sự xuất hiện của Chu Cách đã khiến cho mọi người sững sốt, nhưng người tiếp theo lại càng khiến cho mọi người thở không thông. Một người đàn ông béo một mình bước vào, tất cả mọi người đều miệng chữ A mắt chữ O. Mã Lương Điền, Tổng Giám Đốc Mã. Triệu Tinh Ngu nhanh chóng đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh. Nếu như so sánh, Chu Cách cũng là một ông chủ lớn, nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng trước công chúng. Còn việc thành công ở phía sau phần lớn là nhờ danh tiếng mà ông ta đã gây dựng. Nhưng nếu cứ tiếp tục so sánh thì Chu Cách cũng không có sức thuyết phục mấy. Suy cho cùng, Triệu Tinh Ngu không phải ông chủ nhỏ, công ty giải trí Tinh Ngu cũng là một công ty vô cùng hùng mạnh. Vậy nên ông ta cũng không quá sợ Chu Cách. Nhưng Mã Lương Điền thì khác,
Mã Lương Điền là một người rất tàn nhẫn, ông ấy từng bước trở thành một ông chủ ngầm của giới giải trí, có thể nói một nửa giới giải trí chính là giang sơn của ông ấy. Nếu như thật sự cạnh tranh, một mình Mã Lương Điền cũng có thể sánh ngang với nửa cái làng giải trí. Một ông chủ như Triệu Tinh Ngu, tuy quy mô không nhỏ, nhưng với sự hợp sức của những nhân vật này thì sẽ khiến ông ta phá sản ngay lập tức. Tổng Giám Đốc Mã, ông. Mã Lương Điền hoàn toàn không để ý đến Triệu Tinh Ngu, mà chạy đến chỗ Tần Lâm rồi hỏi. Tiểu sư huynh, một con tôm tép như thế này mà cũng phải để sư huynh ra tay sao, để tôi gọi điện thoại giải quyết. Câu nói của Mã Lương Điền khiến tay chân Triệu Tinh Ngu mềm nhũn ra, ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế. Mã Lương Điền không hề nói đùa, những gì ông ấy nói trước mặt mọi người đều có trọng lượng. Ngay cả Chu Cách cũng phải nể Mã Lương Điền ba phần, chứ đừng nói đến một nhân vật nhỏ bé như Triệu Tinh Ngu. Tổng, Giám Đốc Mã. Sắc mặt Triệu Tinh Ngu xám xịt lại, biết mình hôm nay đã gặp phải cây cổ thụ rồi, e rằng rất khó để thoát thân an toàn, rốt cuộc thì người thanh niên họ Tần này có quan hệ như thế nào chứ? Nhìn thấy Triệu Tinh Ngu sắc mặt tái nhợt, Tần Lâm liền cười nhạt. Bây giờ tôi nói công ty các người phải đóng cửa, có tin chưa hả? Tôi tin. Triệu Tinh Ngu suýt khóc, chuyện đã đến nước này còn không tin nữa sao? Đang có rất nhiều ông lớn ở đây, Hắc đạo Bạch đạo đều đủ cả, chỉ cần bọn họ nói một câu cũng đủ để công ty của ông ta toi đời. Hơn nữa, một khi công ty đã không còn thì Triệu Tinh Ngu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ với Lôi Hồng và Đoàn Bảo Đông, liệu ông ta có thể sống sót quay về hay không còn chưa biết chắc. Bạn bè của ông ta lại vô cùng thực tế, một khi không còn công ty thì Triệu Tinh Ngu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không ai có thể giúp được ông ta. Tần Lâm cầm bút trong tay, nhẹ nhàng gõ vào bản hợp đồng trên bàn làm việc rồi hỏi. Bản hợp đồng này, còn cần ký không? Triệu Tinh Ngu vội vàng lắc đầu, không ký nữa, chúng tôi và Tô Văn Kỳ sẽ chấm dứt hợp đồng theo cách bình thường, hai bên đều không nợ nhau. Chuyện đã như thế này rồi. Triệu Tinh Ngu làm gì còn tư cách để ra điều kiện hợp đồng chứ, nên chỉ có thể bỏ đi một củ khoai lang nóng bỏng tay như Tô Văn Kỳ. Tần Lâm cười nhạt, cũng không tốt lắm nhỉ. Dù sao hai bên cũng đã làm việc cùng nhau, nếu vi phạm hợp đồng, thì nhất định phải bồi thường một chút. Triệu Tinh Ngu không dám đòi bồi thường, đành đứng dậy kính cẩn nói. Không cần bồi thường, hai bên chỉ thương lượng chấm dứt hợp đồng, không cần phải bồi thường gì cả. Tần Lâm nghe thấy vậy liền cười nhạt, chắc ông hiểu lầm rồi, việc tôi nói bồi thường, chính là bồi thường cho Tô Văn Kỳ. Tô Văn Kỳ ở công ty các người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, các người chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường chút nào thì cũng không được tốt lắm nhỉ. Sắc mặt Triệu Tinh Ngu đột nhiên thay đổi, sau đó nghiến răng nghiến lợi, ông ta biết rằng hôm nay gặp phải thứ dữ rồi, nếu không bồi thường thì cũng sẽ không xong mất. Cậu xem, bao nhiêu thì được đây? Tần Lâm nói, ông tự tính thử đi. Triệu Tinh Ngu siết chặt nắm tay lại, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Với tiềm lực tài chính của công ty chúng tôi, nhiều nhất có thể bỏ ra 300 triệu, cũng xin cậu Tần đây giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống. 300 triệu sao, cơ bản nó là toàn bộ vốn lưu động của công ty Tinh Ngu, nếu muốn nhiều hơn nữa thì phải bán bất động sản và cả nghệ sĩ nữa. Tần Lâm gật đầu, được. Nói xong. Tần Lâm đứng dậy, ánh mắt quét qua một lượt những người đang có mặt ở đây. Ánh mắt lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình. Sau đó, anh từng bước tiến đến chỗ Vương Tuệ Tuệ, lúc này sắc mặt có hơi khó coi, cô ta còn tưởng rằng Tô Văn Kỳ sắp rớt đài rồi, nhưng sau đó lại có thể trở mình được. Làm thế nào Tô Văn Kỳ có thể quen với nhiều nhân vật lớn như vậy được chứ? Nếu cô có mối quan hệ như vậy, tại sao lại không thể hiện ra? Sớm biết cô lợi hại như thế thì có ai dám động vào đâu chứ. Tần Lâm bước đến chỗ Vương Tuệ Tuệ, sau đó nhìn cô ta với vẻ trịch thượng. Cô nói nhiều thật đấy. Vương Tuệ Tuệ nghiến răng, ngẩng đầu lên và nói. Đừng nghĩ rằng có chút quan hệ là ngon lắm. Vương Tuệ Tuệ còn chưa kịp nói xong thì một cái bạt tai đã giáng xuống. Một tiếng, bốp, vang lên. Trên mặt Vương Tuệ Tuệ hẳn rõ dấu vân tay, hơn nữa. Cằm cô ta còn bị vẹo sang một bên. Cô ta vốn dĩ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ mặt, làm những loại dịch vụ cao cấp nhất, vô cùng đắt đỏ, bình thường rất hiếm khi có gì đó làm cằm cô ta bị vẹo. Nhưng Tần Lâm là ai chứ? Tần Lâm chính là thần y. Nhìn qua cũng đủ để biết Vương Tuệ Tuệ đã phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa,
cú tát vừa rồi vô cùng đúng chỗ, vừa hay khiến cằm của cô ta vẹo qua một bên. Hơn nữa còn không thể chỉnh lại được, nó sẽ vẹo mãi như thế. Cái tát của Tần Lâm, không phải ai cũng có thể giúp cô ta chỉnh lại được. Nếu miệng mồm của người phụ nữ này đã rẻ tiền như vậy thì cứ để vẹo như thế lại hay. Vương Tuệ Tuệ sững sờ, tuy vô cùng đau đớn và tức giận khi bị ăn một cái tát vào mặt, nhưng cô ta lại cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có gì đó không đúng. Chuyện gì vậy? Vương Tuệ Tuệ đưa tay sờ mặt, đột nhiên sắc mặt thay đổi ngay lập tức, cằm bị vẹo rồi. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra soi, sau đó trừng mắt, vừa định mở miệng ra nói, bỗng vừa mở mồm thì nước dãi lại chảy ra khiến cho cô ta hết sức xấu hổ. Tần Lâm cũng không nán lại lâu, ngay lập tức đứng dậy đưa mọi người rời khỏi. Sau khi Tần Lâm rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều bất giác sờ quần áo của mình, cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng người xuất hiện ngày hôm nay đều là những nhân vật máu mặt, ai nấy cũng là người có sức ảnh hưởng lớn. Những người bọn họ đều là những thành viên cốt lõi của công ty và có cả cổ phần, một khi công ty phá sản, thì bọn họ cũng sẽ mất đi chén cơm. Vậy nên, bọn họ cũng giống hệt như việc sống sót sau tai nạn, chỉ đành bại liệt ngồi trên ghế. Sau khi Tần Lâm rời đi, bỗng toàn bộ văn phòng im bặt lại, không có ai lên tiếng, mọi người cũng không biết nói gì, cả đám người vốn dĩ đang vui mừng vì đã đuổi được Tô Văn Kỳ ra ngoài, lại còn nâng đỡ được thiên hậu mới. Kết quả hiện tại thì sao, có lẽ bọn họ đã nghĩ quá nhiều rồi, chống lưng của Tô Văn Kỳ quá mạnh, đơn giản là bọn họ không hề có khả năng phản kháng. Triệu Tinh Ngu lấy điện thoại ra và gọi vào số Tô Văn Kỳ. Một lúc sau, cô đã bắt máy. Văn Kỳ à, ha ha, tôi là Lão Triệu, vừa rồi thái độ của tôi với cô không được tốt lắm, hay là chúng ta hãy ngồi lại thương lượng với nhau đi, cô mau quay về đây, tôi hứa sẽ cho cô một kết quả khiến cô hài lòng. Tô Văn Kỳ ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu, nhưng từ khi nào thái độ của Lão Triệu lại tốt như vậy chứ, cô liền cảm thấy mình có cơ hội để thương lượng. Một lúc sau, Tô Văn Kỳ quay trở lại văn phòng. Sau khi đi vào, cô cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không đúng, tại sao lại có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Hơn nữa còn có chút sợ hãi xen lẫn kính nể. Nhìn thấy Vương Tuệ Tuệ lúc này đang ngồi khóc trong góc, lấy tay ôm mặt, nửa phần cằm bị lệch sang một bên, giống hệt như phẫu thuật thẩm mỹ thất bại vậy. Tô Văn Kỳ cau mày, nghĩ rằng có lẽ đã xảy ra chuyện kỳ quái gì đó, nhưng kỳ quái như thế nào lại không thể nói ra được. Triệu Tinh Ngu vẫn ngồi ở vị trí đó, vẻ mặt cũng hết sức kỳ lạ. Tô Văn Kỳ nói, Lão Triệu, có gì cứ nói thẳng đi, 8 tỷ, tôi không có. Đương nhiên Tô Văn Kỳ không có 8 tỷ, hơn nữa cô cũng không muốn rời khỏi giới giải trí, thật sự không thể nào đồng ý hai điều kiện này được. Triệu Tinh Ngu cười ha ha hai tiếng rồi nói, Văn Kỳ à, lúc nãy là do tôi tắc trách, cô xem, 300 triệu thì sao? Tô Văn Kỳ cau mày, tuy 300 triệu cũng không phải số tiền nhỏ, nhưng đối với thiên hậu mà nói thì cũng không phải không được. Được, tôi đền cho ông 300 triệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.